vụ án của tiêu tuyết có rất nhiều điểm nghi vấn ngay từ lúc đầu tiên phát hiện ra hiện trường cho tới báo cáo khám nghiệm tử thi về sau luôn là có được một chứng cứ sau đó lại bị lật đổ rồi phát hiện ra một nghi vấn hoàn toàn mới trong bữa tiệc tiêu tuyết và cố tư gây gổ đánh nhau sau đó nạn nhân bị hung thủ ngụy tạo dấu hiệu giả của một vụ thắt cổ tự tử thi thể từng bị dịch truyền lùm cây ở nam sơn từng bị người ta cắt xén dây đàn violon bị cháo đổi thành dây violoncello trên thi thể có vết dạn dấu hiệu rõ ràng của việc từng là nạn nhân của ngược đãi bạo lực không có dấu vết rằng co phát hiện dấu kim châm kín đáo và ba người đàn ông có liên quan tới tiêu tuyết cố sơ không biết mình đã đọc xong chỗ tài liệu ấy bằng cách nào đợi tới khi xem hết cô mới hiểu những gì mình biết trước đây chẳng qua chỉ là muối bỏ bể lưu kế cường thường quân Bạch Quân, tất cả những người này đối với cô mà nói đều là những người xa lạ quá đỗi bình thường nhưng lại có dính líu tới Tiêu Tuyết. Không, cô cảm thấy, người xa lạ nhất phải nói là Tiêu Tuyết. Tuy rằng Tiêu Tuyết không cùng trường với cô nhưng số lần chạm mặt không ít hơn cô và Lăng Song. Vì Lục Bắc Thâm, Tiêu Tuyết có thể phát dồ, có thể hy sinh tất cả. Tuy rằng rất điên cuồng nhưng từ tận đáy lòng, Cố Sơ vẫn cảm thấy phục cô ta một người phụ nữ si mê một người đàn ông không có gì sai. Tình yêu là sai ư? Không, bản thân tình yêu vốn không sai. Cái sai là cách yêu một người. Nhưng chỉ ít, ấn tượng của cố sơ đối với tiêu tuyết vẫn là một người vì yêu mà cuồng nhiệt. Vì yêu mà bất chấp. Vậy mà bây giờ khi lật dở cuộc sống đời tư của tiêu tuyết. Dường như cô ta đều đang mập mờ với mỗi người đàn ông. Vì sao lại như vậy, gấp tài liệu lại. Cố sơ rất lâu không thể bình tĩnh. Lục bác thần dùng một cách thức trực tiếp nhất để cô hòa nhập vào vụ án của tiêu tuyết. Cô những tưởng anh sẽ giải thích cho cô. Ai ngờ anh chỉ đưa cô đến nhà xác. Ôm mấy tập tài liệu tới ném cho cô và nói, đọc xong chỗ tài liệu này rồi phát biểu ý kiến của em. Kiểu cấp trên này, vừa thẳng thừng vừa lỗ mãng. Nhưng không thể không thừa nhận, những con chữ và những con số này là cách thể hiện trực tiếp nhất. Nhưng sau khi hiểu rõ toàn bộ vụ án, Cố Sơ lại hồ đồ, "Chuyện này có liên quan gì tới em gái của cô?" Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện Lục Bắc Thần đã không còn ở trong phòng thực nghiệm nữa. Ban nãy hình như anh ngồi mãi trước bộ xương, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì. Cô chỉ mải đọc tài liệu, cũng không chú ý tới hành động tiếp theo của anh. Phòng thực nghiệm lan tràn mùi formalin, tuy nhạt nhòa nhưng còn nồng nặc hơn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Thật ra loại mùi này luôn khiến cô khó chịu. Khiến cô nghĩ tới cảnh tượng học tiết giải phẫu hồi đại học. Tay chân của người được ngâm lộn xộn bát nháo trong một chiếc bình thủy tinh cỡ lớn đựng đầy formalin. Bị ngâm đến trắng hếu. Giây phút đầu tiên nhìn thấy những thứ ấy. Phản ứng của cô là lập tức lao ra khỏi phòng giải phẫu. Bò dạp xuống góc tường bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Có những bạn học bạo dạn Nửa đêm còn ôm một cái chi giả đi ngủ còn lúc ấy để rèn luyện sự gan dạ cho cô lục bắc thâm kiên quyết nhờ một bạn nữ nhét một chiếc đầu lâu vào trong chăn tại ký túc xá của cô tới khi cô phát hiện ra đó là xương thật đã sợ đến suýt hết hồn mấy năm còn ở trường thật ra cô không ít lần bị dọa dẫm sau này cô đã hiểu ra con người ta thường đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân mình lúc còn bắc thâm ở bên Cô cảm thấy mấy thứ máu me đó thật không thể chịu nổi. Lúc nào cũng làm nũng, vô lý dưới sự quản thúc của anh. Thế mà bác thâm đi rồi, không còn ai cho phép cô vòi vĩnh nữa. Vậy nên, cô cũng dần quen, quen một mình tới phòng giải phẫu, quen một mình nghiên cứu tổ chức cơ thể người, quen một mình đối mặt với những cơ quan còn đầm đìa máu kia. Thì ra sức chịu đựng của người ta giống như một sợi dây thun kiểu gì cũng có thể kéo dài ra ở mức độ lớn nhất cố sơ đứng dậy nhìn chung quanh một lượt ánh mắt lại dừng tại tiêu tuyết nằm trên bàn khám nghiệm cách đó không xa cô không học phác họa cơ thể người thực sự không thể phân biệt được xương sọ của những người khác nhau thì sẽ khác nhau ở điểm gì cô định sẵn là một bác sĩ không đủ tư cách vì một khi đối diện với hàng ngàn hàng vạn hộp xương sọ cô tuyệt đối không tìm ra được điểm sai khác cuối cùng cô vẫn cảm thấy nơi đây ghê rợn khác với phòng giải phẫu khác với bệnh viện chỗ này là nơi tập trung của những oan hồn nghĩ vậy cố sơ bỗng nhiên hiểu ra vì sao lục bắc thần lại trở thành một pháp y quyền uy một là người làm trong ngành này khá ít anh không có đối thủ cạnh tranh thứ nữa anh là đàn ông trên người dương khí nặng nề có thể áp chế âm khí ở đây sau khi hai lý do này hiện lên trong đầu cô cười ra nước mắt với chính mình nghĩ cái gì với cái gì không biết nhưng cô không định ở lại đây đối với người chết cô ít nhiều vẫn còn chút kiêng kỵ cộng thêm người nằm đó lại là tiêu tuyết là người căm ghét cô nhất nếu cô ta ở trên trời có linh cố sơ cho rằng cô ta càng mong được nhìn thấy lục bắc thần hơn đó là gương mặt tiêu tuyết ngày nhớ đêm mong còn cái bản mặt của cô e là sau khi chết tiêu tuyết cũng chẳng muốn thấy thu dọn tài liệu rồi ôm ra ngoài. Cô định gọi cho Lục Bắc Thần bỗng ngửi thấy mùi cơm, ở nhà xác mà lại có mùi cơm đúng là chuyện kỳ lạ. Cô đi theo mùi hương ấy, đó là một phòng nghỉ kế bên khu vực làm việc, cửa mở toang, trên chiếc bàn không lớn bày ba món ăn. Lục Bắc Thần đang đặt một chiếc đĩa sứ trắng lên bàn. Nhìn thấy cô bèn nói, ăn chút gì đi, Cố Sơ còn đang ôm một tập tài liệu dày cộp trong lòng nhìn thức ăn rồi lại nhìn anh ở đầy á lục bắc thần nhìn cô bằng biểu cảm không được à hay là chúng ta ra ngoài ăn cố sơ vẫn đứng ngoài cửa nãy giờ chưa chịu vào lục bắc thần nhìn thấu suy nghĩ của cô mỉm cười nhưng không nói gì cứ thế kéo thẳng ghế ra hiệu cho cô cố sơ ai oán trong lòng nhưng lại không thể làm trái quyết định của anh đành bước từng bước nhỏ lên trước tới bên bàn ăn anh vẫn ga lăng đẩy ghế ra cho cô như lần trước sau khi ngồi xuống mắt cố sơ đảo tới vị trí thùng rác bên trong là hộp của cửa hàng bên ngoài cô mắng thầm đã gọi mang cơm tới rồi vì sao không tới thẳng nhà hàng ăn luôn đi phòng nghỉ không được xử lý vô khuẩn như phòng thực nghiệm ít nhiều còn có chút hơi người nhưng hậu quả của việc sử dụng nước diệt khuẩn trường kỳ để làm sạch môi trường đó chính là chỉ cần chưa thoát ra khỏi khu nhà này thì nó vẫn ngập đầy trong khoang mũi. Cố Sơ nhìn chằm chằm ba món ăn trên bàn, hai mặn một chay, trong đó có một đĩa thịt bò có lẽ chỉ làm tái. Được bày trên đĩa sứ trắng trông rất đẹp, nhưng luôn khiến Cố Sơ liên tưởng tới máu bắn ra ngoài phía khách sạn em cần phải có lời lục bắc thần cầm dao dĩa lên và nói trợ lý của tôi không được phép ra ngoài làm thêm nếu em thiếu tiền có thể nói với tôi dứt lời anh bèn cắt miếng thịt bò ra quả thật giống như cố sơ đã nghĩ miếng thịt bò nướng tái bên trong vẫn còn máu cố sơ ngồi thẳng lưng nhìn chân chân vào miếng thịt dưới con dao của lục bắc thần dạ dày bắt đầu cồn cao Lục bác thần thấy cô không động vào dao dĩa, lại cứ nhìn mãi vào miếng thịt trong tay mình. Anh bèn đặt thẳng chỗ thịt đã cắt sẵn vào đĩa của cô. Không, tôi, không ăn. Lục bác thần nhướng mày nhìn cô, em bắt đầu không ăn thịt bò từ khi nào, cố sơ cầm dao dĩa lên. Rồi lại dè dặt trả miếng thịt lại cho anh. Nói, hôm nay tôi ăn chay. Sau đó cô chú ý tới con dao dĩa trong tay. Dao, là dao giải phẫu. Dĩa là kéo y tế, rồi lại quan sát kỹ dụng cụ đựng thức ăn. Đĩa là hộp diệt khuẩn hình vuông của bệnh viện, bát cũng là bát diệt khuẩn chuyên dùng của bệnh viện. Cô Đờ đẫn nhìn một lúc lâu rồi hỏi, sao lại dùng mấy thứ này để ăn cơm, mới cả đấy. Yên tâm, Lục Bắc Thần tưởng cô chê bẩn. Cố sơ đâu có chê bẩn, những dụng cụ mới toanh này còn sạch sẽ gấp chục lần bát đũa ngoài chợ nhưng thôi. Đi người bình thường ai lại dùng dao giải phẫu với kéo y tế để ăn cơm chứ còn chưa no cô đã chịu không ít kinh hãi lát nữa in hợp đồng ra em xem qua có vấn đề gì thì cứ thoải mái đề xuất lục bắc thần chuyển chủ đề hợp đồng gì cơ thần kinh của cố sơ còn chưa thoát khỏi sự khiếp đảm kia cứ ngây ngốc nhìn anh em làm trợ lý cho tôi không cần phải ký hợp đồng lao động sao lục bắc thần nực cười nhìn cô rồi lại đặt vào đĩa cô mấy món chay. Hỏi, có uống canh không? Canh thuốc bắc, thành phần chính là xương sườn. Bổ máu cho em, sắc mặt em trông kém quá. Cố sơ vừa nghe, ngay lập tức làm động tác nôn ẻ. Liên tục xua tay, tỏ ý không cần. Lục bắc thần chỉ cười. Đợi ra giày dễ chịu hơn. Cô mới nói, có ký hợp đồng hay không cũng đâu có quan trọng. Lỡ em chạy thì sao? Lục bắc thần buông một câu cố sơ bàng hoàng công việc em sắp làm đều có tính bảo mật rất cao hơn nữa cường độ công việc lại lớn lỡ như em không chịu nổi áp lực bỏ mặc không làm nữa một là sẽ lãng phí thời gian của tôi hai là còn có thể dính líu tới khả năng tiết lộ cơ mật thế nên chắc chắn phải ký hợp đồng ký thì ký cô cũng chỉ hỏi cho có thôi còn về công việc trong khách sạn khi nào rảnh cô sẽ gọi điện xin lỗi giám đốc kiểu gì cũng phải có lời mới được thức ăn về cơ bản cô không động tới cố sơ chỉ dùng tay bốc mấy món chay đút vào miệng lục bắc thần ngồi đối diện nhìn thấy rất rõ ngao ngán lắc đầu đồ dùng trên bàn sạch hơn hay tay em sạch hơn em học y không thể nào lại không biết tôi biết chứ nhưng không thể vượt qua được cánh cửa tâm lý cố sơ mút mát ngón tay với lại tôi đã nghiêm túc rửa tay rồi lục bắc thần nói với vẻ trịnh trọng làm ngành của chúng ta muốn có được phát hiện gì thì từng giây từng phút lý trí đều phải căng ra không được làm việc theo cảm tính không được đoán định theo cảm xúc còn về chỗ khó trong tâm lý tốt nhất là em cất ngay đi làm ngành của chúng ta cố sơ cảm thấy cô khá thích câu nói này lục bắc thần tuy rằng có vẻ như khiển trách nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nhiều cố sơ vẫn lấy tay bốc thức ăn tới khi ăn được lưng bụng cô không động tay vào nữa mà đi rửa tay rồi trở lại bàn thở dài cô tỏ ý với lục bắc thần rằng trong tài liệu không đề cập tới tình hình của cố tư có thể nhận ra lục bắc thần không định giấu cô anh bèn kể đầu đuôi mọi chuyện liên quan tới cố tư cho cô biết cố sơ tỉ mỉ lắng nghe nghe xong trong lòng bỗng lạnh toát cô trầm mặc rất lâu tới mức lục bắc thần thu dọn hết bát đĩa rồi cô mới có phản ứng cũng tức là tư tư đã cướp bạn trai của tiêu tuyết. Cô lẩm bẩm hỏi, về sau, cố sơ cuối cùng cũng hiểu một chuyện, thì ra cố tư đã trưởng thành rồi. Nó không còn là con bé nhút nhát chỉ thích nắm chặt tay cô mới dám qua đường nữa. Nó đã 20 tuổi, đã là một người lớn, liên quan tới chuyện bạn trai. Thật ra họ cũng chưa bao giờ tâm sự nhưng trong lòng cố sơ thì luôn cảm thấy tư tư rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ chuyện hẹn hò kết hôn rồi sinh con có vẻ vẫn còn rất xa vời đó hình như là năm thứ hai sau khi họ trở về quỳnh châu cũng là mùa hạ chỉ có điều trời đổ mưa cơn mưa ấy rất đột ngột không một dấu hiệu báo trước nào làm ướt rượt hai người họ đang đi dạo bên bờ biển cô kéo cố tư vào đình chú mưa chiếc đình rất nhỏ vừa đủ chứa được hai người họ không thể chừa ra không gian cho người thứ ba nào nữa cô và tư tư ngồi tựa vào lưng nhau nghe tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên nhìn ra mặt biển bị mây đen nuốt chừng cách đó không xa những con hải âu không kịp trú mưa đang bay giáo giác đôi cánh gần như đã dính vào nước biển cố tư nói với cô chị à sau này thế giới của chị chỉ có em thế giới của em cũng chỉ có chị giống như chiếc đình này không chứa được người thứ ba nữa lúc ấy giọng nói của cố tư rất thê lương cô không nhìn vào ánh mắt của cố tư nhưng cũng có thể đọc được từ giọng nó một cảm giác trơ trọi và khó khăn đối với cuộc sống cô bèn nắm tay cố tư và nói cuộc sống này vẫn cứ phải tiếp tục rồi em cũng phải có bạn trai một trang hoàn toàn mới sớm muộn gì cũng sẽ lật mở cô còn nhớ lúc nói xong câu này đến chính cô còn cảm thấy mình giống hệt cha xứ cố tư nằm bỏ lên chân cô mà đáp ngày nào chị còn chưa lấy chồng em sẽ không tìm bạn trai, nếu không chị sẽ cô đơn lắm. Cô chẳng tin vào lời của con nít. Dẫu sao thì tình yêu là thứ không bao giờ chịu sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đi thì chẳng ai giữ được nhưng tình yêu đến, muốn tránh cũng nào có tránh nổi. Vậy mà cô đã tin vào sự chân thành của Cố Tư hôm đó. Cũng giống như cô suy nghĩ vậy, một người làm chị như cô nhất định phải tự tay đeo khăn voan cho em gái mới được. Cố Tư rốt cuộc vẫn phải lớn khôn, cuối cùng nó cũng có bạn trai, nhưng Cố Sơ không ngờ là yêu đương hẹn hò đàng hoàng là được rồi, sao lại khiến mọi chuyện phức tạp đến nông nỗi này? Lục Bắc Thần không trả lời câu hỏi của cô, có lẽ đối với đàn ông mà nói, giải đáp một chuyện như vậy dù đáp án đưa ra có là khẳng định hay phủ định thì cũng có vẻ hơi nhiều chuyện. Hơn nữa, đây vốn dĩ là một câu hỏi không cần Lục Bắc Thần trả lời cố sơ hiểu rõ cố tư và tiêu tiết dính líu tới nhau một phần rất lớn bắt nguồn từ người đàn ông tên lưu kế cường kia chi phiếu là của cố tư lục bắc thần nói cố sơ như bị ai đánh mạnh vào đầu nhớ ra tờ chi phiếu đó ban đầu cô hiểu nhầm là của kiều vân tiêu thậm chí còn từng nghi ngờ lục bắc thần duy chỉ có cố tư là hoàn toàn không nghĩ tới cô quên mất cố tư từng bắt trước chữ ký của cô còn nói với cô rằng chị khi nào thì chữ em mới đẹp được như chữ chị tất cả những bí ẩn dường như đều đã thông suốt cũng tức là lưu kế cường dùng tiền mua chuộc tư tư lục bắc thần đang ngẫm nghĩ cố sơ thấy anh không lên tiếng gương mặt lại có phần nặng nề trong lòng khó tránh khỏi những hoang mang lo sợ không phải anh thật sự nghi ngờ tư tư đấy chứ là chỉ nhắm tới lưu kế cường cố sơ nghe câu nói này có chút bất ổn suy nghĩ rồi hỏi, còn anh không nhắm tới, hắn ta, lục bắc thần trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, điều tôi hiếu kỳ là khi cố tư gia nhận tội. Vì sao Lưu Kế Cường lại bình thản như vậy, nếu hắn ta đã bỏ tiền ra để cố tư nhận tội thay mình? Dĩ nhiên hắn sẽ thành thơi rồi, cố sơ cảm thấy chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Ai ngờ lục bắc thần lắc đầu, chống cánh lên, khoanh trước ngực, ngón tay cái khẽ mân mê cầm giống như đang nhìn cô lại giống như đang thông qua cô để suy nghĩ gì đó nếu tất cả những suy luận này thành lập thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới chuyện nhận tội thay lẽ nào lưu kế cường lại không nghĩ tới chúng ta có thể đặt hai giả thiết thứ nhất cố tư là hung thủ nó không phải cố sơ không nhịn được thẳng thừng ngắt ngang lời nói của lục bắc thần tư tư tuyệt đối sẽ không vì ghen bóng ghen gió hoặc vì mấy lời cãi vã mà đi giết người lục bắc thần thở dài nhìn cô tôi vừa nói xong chỉ là giả thiết cố sơ không lên tiếng nữa còn nữa với tư cách là người can dự vào vụ án này tôi khuyên em tốt nhất hãy xóa sạch mọi quan hệ riêng tư như vậy mới có thể đứng nhìn toàn bộ cục diện vụ án nó đúng là em gái em nhưng đồng thời cũng là người dính líu tới vụ án thế nên tôi hy vọng khi nhắc tới nó em phải xưng tên đầy đủ chứ không phải tên thân mật hiểu rõ chưa đây là điều cố sơ không nghĩ tới vì nét mặt nghiêm nghị của lục bắc thần khi nói những lời này cô biết anh không đùa cợt bèn gật đầu chúng ta giả thiết cố tư là hung thủ vậy thì con bé nên hiểu và nắm rõ toàn bộ quá trình xảy ra vụ án cố sơ gật đầu nhưng tại sao khi tự thú nó lại trần trừ không thể kể được quá trình gây án lục bắc thần ném câu hỏi tới cho cô cố sơ đáp không chút do dự vì nó không thể giết người tốt nhất em hãy dùng lý trí để trả lời tôi không muốn nghe những đáp án cảm tính lục bắc thần nhíu mày mỗi lần đầu mày anh hơi nhíu lại gương mặt anh luôn khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa cách cố sơ bị đà kích nhẹ suy nghĩ rất lâu rồi lại lắc đầu ánh mắt lục bắc thần nhìn cô rõ ràng đã lạnh đi nghĩ không ra hay không muốn nghĩ tôi nghĩ không ra nếu đối phương không phải là cố tư. Tôi nghĩ một vấn đề đơn giản như vậy không lý nào em lại không nghĩ ra. Cố sơ siết chặt ngón tay, cắn môi không nói. Nếu cửa ải này em cũng không vượt qua được vậy thì tôi nghĩ. Em không đủ tư cách làm trợ lý của tôi. Vì em hành xử quá cảm tính, rất lời. Lục bắc thần đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ. Cô cứ thế bị bỏ rơi trong phòng nghỉ lời nói không chút khách khí của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cô cảm thấy sầu não trong lòng rồi thấy mình quá vô dụng nhưng sự thật chính là như vậy cô không thể không làm việc bằng tình cảm đối phương là em gái cô bắt cô giả thiết em gái mình là hung thủ giết người ư cô tưởng tượng không ra nhưng lời nói của lục bắc thần cũng không phải là không có lý chính vì đối phương là tư tư cô mới càng phải điều tra rõ ràng chuyện này. Muốn làm sáng tỏ thì điều kiện tiên quyết là phải nhìn vụ án ở một góc độ khách quan. Vì tư, cố tư muốn bao che cho đồng phạm, cố sơ đuổi theo lục bắc thần. Nói thẳng thừng, lục bắc thần đang đi vào phòng thực nghiệm đột ngột dừng bước. Quay đầu nhìn cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nói, nó còn điều kiêng rẻ nên mới không thẳng thắn khai báo với cảnh sát. Lục bắc thần nhìn cô rất lâu quay người mở cửa phòng thực nghiệm, Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi cũng nối gót theo sau. Lục Bắc Thần giơ tay ra, ngón tay còn chưa chạm vào vạt áo blau, Cố Sơ đã lập tức đặt áo vào trong tay anh, miễn cưỡng nở một nụ cười. Thật ra tim cô đang đập thình thịch, dáng vẻ nghiêm nghị của anh quả thực dọa người. Cô thật sự sợ rằng anh sẽ đổi ý, đuổi cô về nhà, sao lại nhìn ra nó có đồng phạm? Lục Bắc Thần khoác áo lên, hờ hững hỏi, cố sơ cố gắng gạt bỏ chuyện cố tư là em gái mình ra khỏi đầu hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc từ hiện trường phát hiện ra thi thể của tiêu tuyết có thể thấy đó không phải hiện trường đầu tiên của vụ án khả năng một cô gái một mình di chuyển cả một cái xác là không lớn lại còn tới tận nam sơn cố tư không theo học ngành y nó hoàn toàn không hiểu về dược lý hơn nữa dung dịch propranolol không thể mua được ở những hiệu thuốc thông thường cần phải tới chỗ bác sĩ hoặc những người làm ở nơi sản xuất thuốc mới được trên đường tới hiện trường thứ hai đi qua một lùm cây trong quá trình vận chuyển xác chết máu của tiêu tuyết đã dính lên cây để tránh lưu lại chứng cứ lùm cây đó đã bị cắt xén cố tư không phải người kỹ tính thậm chí rất có thể ngay cả kéo cắt tỉa nghệ thuật nó còn chưa được nhìn trực diện bao giờ. Sao có thể nghĩ tới chuyện dùng nó để cắt xén cành cây? Quan trọng hơn nữa là, từ nhỏ cố tư đã học rất tệ môn địa lý. Nguyên nhân ban đầu của việc dịch chuyển xác tiêu tuyết là vì hung thủ muốn cái xác thối giữa nhanh chóng. Cố tư chưa từng tới Nam Sơn. Đọc trong tài liệu cũng thấy nói đám là chỉ tới Nam Sơn còn thường xuyên lạc đường. Đủ để thấy địa hình Nam Sơn cực kỳ phức tạp thế nên cứ cho là cố tư đã từng tới nam sơn thì cũng không thể phân biệt được đông tây nam bắc làm sao nó biết chỗ nào là nơi vứt xác tiệt nhất nói một hơi nhiều như vậy cuối cùng cô bổ sung một câu thế nên tôi cảm thấy cho dù cố tư là hung thủ nó nhất định cũng có đồng phạm hơn nữa kẻ đồng phạm này chắc chắn là người chủ mưu lên kế hoạch vì vậy lục bắc thần uể oải dẫn dắt chủ đề của cô vì vậy cố sơ nhìn anh khó hiểu em phân tích nhiều như vậy có đưa ra được kết luận gì không cuối cùng lục bắc thần cũng cười đương nhiên là cô đưa ra được kết luận hơn nữa cô cũng đã nói trước đó rồi không nói ra vì sợ lại bị anh dày một trận nhưng bây giờ thấy anh hỏi như thế cô liếm môi đằng hắn nói thế nên đây là một vấn đề logic cố tư vốn dĩ không thể là hung thủ lục bắc thần cong môi nụ cười càng đậm hơn cố sơ không cảm thấy có gì buồn cười cô lẩm bẩm câu này tôi đã nói từ đầu rồi giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn bị lục bắc thần nghe được anh đứng dậy đi tới bên cạnh hài cốt từ tốn nói cái tôi cần chỉ là một đáp án sau khi em đã phân tích một cách lý trí cố sơ im lặng trong bụng thầm nghĩ rõ là tốn thời gian vậy thì chúng ta sẽ đặt ra giả thiết thứ hai Giả sử Lưu Kế Cường là hung thủ, cơ thể Lục Bắc Thần dựa vào bàn khám nghiệm. Đưa ra phân tích thứ hai, Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch đâm đầu vào họng súng của anh lần nữa. Lần này cô cố gắng suy nghĩ, hắn ta đáng nghi nhất. Thứ nhất, hắn đưa cho Cố Tư một tờ chi phiếu, hơn nữa số tiền rất lớn. Thứ hai, hắn và Cố Tư có quan hệ yêu đương. Thứ ba, Cố Tư sau khi nhận được chi phiếu mới tự thú. Thứ tư, tôi đã xem qua tài liệu. Hắn mở một xưởng sản xuất dược phẩm, muốn lấy được dung dịch propranolol là chuyện dễ như chờ bàn tay. Lục Bắc Thần cười khẽ, vậy thì nếu Cố Tư là con cừu non nhận tội thay. Vì sao không khai báo quá trình gây án, Cố sơ định buột miệng nói, vì nó đang nhận tội thay Lưu Kế Cường. Nhưng chợt suy nghĩ lại, đầu cô bỗng nhiên nổ tung. Ừ nhỉ, từ từ nhận tội thay Lưu Kế Cường vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ nói với tư tư toàn bộ quá trình gây án tư tư đáng nhẽ phải kể hết để phối hợp với cảnh sát mới đúng chỉ cần đổi lại hung thủ là nó mà thôi như vậy thì cảnh sát cũng không cần điều tra đi điều tra lại đây thật ra là một suy luận logic rất bình thường chỉ có điều giống như lục bắc thần đã nói con người luôn thích tin vào ấn tượng ban đầu thế nên cô ôm ngực bàng hoàng lục bắc thần lại gần cô nhìn chăm chú vào mắt cô đã có những dịu dàng được nhào nặn trong ánh mắt anh nói từng từ từng chữ thế nên lưu kế cường hoàn toàn không thể là hung thủ lục bắc thần dùng một cách thức tại chỗ trực tiếp nhất để ép tư duy của cố sơ đi đến được bước này anh khẳng định chắc chắn lưu kế cường không phải hung thủ như vậy đã trái ngược hẳn với suy đoán của la chi vậy thì chuyện này đã chìm vào một vòng tròn kỳ quái nếu lưu kế cường không phải hung thủ thì vì sao cố tư lại nhận tội thay hắn dường như có suy đoán thế nào vẫn cảm thấy không ổn đều không thể vượt qua tựa hồ chỉ còn cách sự thật một lớp tường giấy nữa thôi nhưng muốn đâm thủng lớp tường giấy này lại không đơn giản như thế cô bèn mang nghi vấn này ra hỏi vậy mà lục bắc thần có thể dễ dàng sửa lại tư duy của cô nếu đây là việc do cố tư cam tâm tình nguyện vậy thì sẽ không khó lý giải nữa một câu nói như đánh thức một người còn đang mơ ngủ phải rồi sao cô không nghĩ tới điểm này nếu tất cả những việc này đều do cố tư tự phán đoán ra con bé nhận định lưu kế cường chính là hung thủ sát hại tiêu tuyết vì một số nguyên nhân nào đó mới tự thú vậy thì tất cả đều hợp lý rồi nhưng vì sao cố tư lại nhận định hung thủ là lưu kế cường còn một việc chính là lưu kế cường có biết chuyện cố tư đi tự thú hay không nếu cố tư tới cục cảnh sát tự thú trong tình huống lưu kế cường không hề hay biết vậy thì rốt cuộc nó xuất phát từ mục đích gì vì tình yêu vì tiền bạc có vẻ như lý do thứ nhất vững vàng hơn nếu lưu kế cường không phải hung thủ trừ phi hắn không biết rõ hành động của cố tư bằng không sao lại yên ắng như vậy lục bắc thần đang chỉnh sửa phần báo cáo cuối cùng sau khi đánh chữ N, anh ung dung vươn vai một cái rồi nói, có lẽ hắn ta biết. Tuy rằng thần kinh trong đầu Cố Sơ đang ra sức xoắn lại nhưng mắt cô thì không bị cần. Thấy anh có ý kết thúc vụ án này, cô liền sốt ruột, nhưng cũng không thể vội vàng nổi nóng với anh. Cô đành khéo léo hỏi, thật ra anh cũng cảm thấy vụ án này có vô số nghi vấn. Đúng không, em gái cô hiện giờ còn đang đợi trong đồn công an. Sao anh có thể nói kết thúc là kết thúc lục bác thần liếc nhìn cô. Bà nãy anh đã đi từ bàn để xác tới trước máy tính. Ngồi đó, con mắt khi nhìn cô cứ hơi dướn lên. Ánh mắt như bình thản lại giống như chứa một nụ cười. Con người sâu bên trong sạch bóng không chút tì vết. Cố sơ bị anh nhìn đến nỗi trong lòng trột giả. Cô cúi đầu, nghĩ bụng không biết nên nói gì. Chẳng mấy chốc, trong máy tính vang lên một âm thanh là lời nhắc có email mới anh không nhìn cô nữa mà quay người lại ấn vào hòm thư cố sơ không nhìn thấu được những suy nghĩ trong lòng anh âm thầm cầu nguyện anh tuyệt đối đừng nuốt lời cô còn đang mải nghĩ thì máy in ở bên cạnh đã khởi động nhả ra từng tờ giấy tới khi máy in dừng lại lục bắc thần ra hiệu bảo cô lấy tờ giấy ra cô làm theo khi cầm nó lên tay liếc nhìn cô chợt ngẩn người Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế em xem qua đi. Nếu không còn vấn đề gì nữa, nói rồi anh đặt cây bút cắm trong túi qua một bên thì ký vào một bản hợp đồng là hợp đồng tuyển dụng mà Lục Bắc Thần nói. Nhưng mà có cần nhanh vậy không? cả một sấp giấy dày cộp. Cố Sơ Vân về trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, biết bao lần cô rất muốn nói với anh, Lục Bắc Thần. Anh cũng coi trọng tôi thật đấy nói theo cách của anh thì hợp đồng nhất định phải ký cô cũng không có quyền có kẻ mặc cả sau khi lật xem mấy trang cô không nhịn được phải bôi bác một câu nếu đã ở trung quốc thì phải tuân thủ theo pháp luật trung quốc ít nhất hợp đồng phải bằng tiếng trung thật ngại quá luật sư của tôi là người mỹ tiếng trung đối với một người nước ngoài hơi khó một chút cứu tư tư ra thì chẳng thấy anh làm việc nhanh lẹ như vậy dính dáng tới lợi ích của bản thân anh thì thần tốc thế. Cố sơ trong lòng bực bội, nhưng cũng không dám giận, không dám nói, cô liếc tới điều khoản thời hạn. Suýt nữa thì nhảy dựng lên, 20 năm, Lục Bắc Thần bình thản nhìn cô, có gì kỳ lạ, đây là hợp đồng lao động thuê 20 năm, cố sơ dơ cao tờ hợp đồng trong tay lên. Nực cười nhìn anh, giáo sư Lục, anh chắc chắn anh mời về một luật sư chứ không phải một công tố viên, theo như tôi được biết. Nó là một bản hợp đồng lao động chứ không phải một bản cáo trạng. Nó không phải cáo trạng nhưng là giấy bán thân, cố sơ bước lên. Nhét hợp đồng vào lòng anh, anh đã từng nghe nói có công ty hoặc cơ quan nào ép người ta ký hợp đồng 20 năm chưa? Đầu luật sư của anh bị thủng một lỗ cực lớn thì phải. Hay tại pháp luật Hoa Kỳ quái đản thế này, lục bắc thần cầm lý hợp đồng. Mỉm cười, tôi cứ nghĩ mãi nên dùng từ gì để mô tả bản hợp đồng này. Em tổng kết rất xác đáng. Giấy bán thân, không sai, nó chính là một tờ giấy bán thân, nhưng mà em không có quyền từ chối. Cố Sơ nghẹn lời, một lúc sau hỏi, vì sao những 20 năm tính chất của công việc này rất đặc thù? Tôi phải bảo đảm trợ lý của tôi sẽ không thay đổi trong một thời gian dài vì liên quan tới vấn đề tính bảo mật. Nhưng cũng đâu cần tới 20 năm. Ai có thể dự liệu được trong 20 năm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thế nên bản hợp đồng này chính là công cụ hữu hiệu để giảm sự cố xuống mức thấp nhất. Ai có thể bảo đảm sẽ làm mãi một nghề trong vòng 20 năm? Anh có thể không, Lục Bắc Thần bật cười, dĩ nhiên. Đây hoàn toàn là một điều khoản không bình đẳng. Tôi chưa bao giờ nói nó bình đẳng, Lục Bắc Thần nhấn. Mạnh, tôi có quyền sửa chữa tuyệt đối. Tôi có thể lựa chọn không ký em có thể sao lục bắc thần mỉm cười nhìn cô và hỏi cô không thể công việc ở bệnh viện đã mất công việc ở khách sạn đã từ chối từ tư còn ở đồn công an theo lục bắc thần cô vừa có công việc vừa được tiếp xúc với vụ án này một khi không còn liên quan tới công việc này nữa thì cô chỉ còn nước ở nhà đợi thông báo đạo lý quá rõ ràng cô đâu còn đường quay đầu nữa chỉ có điều cái cảm giác bị người ta đánh trúng chỗ hiểm tồi tệ hết mức. Cũng giống như việc đập rắn đập bầy tắc vậy. Lục bắc thần chính là người giết rắn. Cô có chút không cam tâm. Khi đối mặt với một điều khoản bất công như vậy. Có một ngọn lửa vẫn đang xoay tròn. Thiêu cháy cổ họng. Giây lát sau. Vẫn là lục bắc thần lên tiếng. Em có thể xem qua lương bổng đãi ngộ. Cho cô một lối thoát để chị ít không cần rằng co trong vấn đề có thể hay không nữa. Cô lật mấy trang sau ra. Khi ánh mắt dừng lại trên số tiền thuê thì bỗng bàng hoàng. Tạm thời chưa nói tới những phúc lợi móc nối với quốc tế. Chỉ riêng ánh sáng của dãy số đó đã suýt khiến đôi mắt cô đuôi mù. Cô âm thầm đếm mấy số không? Sau đó còn ngỡ là mình đếm nhầm. Còn phải dùng tay chấm vào. Đếm lại lần nữa. Sau đó, cô nuốt nước bọt, ngước mắt lên nhìn anh. Hình như anh buồn cười vì hành động của cô khóe môi rõ ràng đang cong lên, Cố Sơ thừa nhận mình hơi mất mặt, giống như chưa nhìn thấy tiền bao giờ vậy. Có hài lòng về tiền lương không? Chân trái của Lục Bắc Thần tao nhã gác lên chân phải, ngoài trừ thời hạn làm việc 20 năm là không thể thay đổi ra. Những điều kiện khác em đều có thể đề xuất ý kiến. Ví dụ như tiền lương hay phúc lợi, nếu em chưa hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng rất lâu sau cô mới lên tiếng với vẻ do dự anh nhiều trợ lý lắm sao không nhiều có vài người lục bắc thần trả lời bọn họ phụ trách những giai đoạn khác nhau những lĩnh vực khác nhau trong quá trình khám nghiệm tử thi đương nhiên sau này em sẽ có cơ hội làm quen với họ à đúng rồi có một người em đã từng gặp cố sơ kinh ngạc tôi từng gặp một trong các trợ lý của anh ngư khương ngư khương cố sơ dĩ nhiên sẽ không quên cái tên này cứ nghĩ tới cái tên này cô lại nhớ tới nét mặt và ngữ điệu của cô gái khi buông ra hai chữ ấy còn cả ánh mắt khi cô ấy ôm lục bắc thần hôm đó một ánh mắt rất kỳ lạ thì ra cô ấy là trợ lý của anh thế em tưởng cô ấy là ai lục bắc thần cười hỏi đôi mắt đen lúc mỉm cười sáng rực lấp lánh cô tưởng cô ấy là ai ư hẳn là không nghĩ cô ấy là trợ lý của anh một người bạn gái tin đồn của Lục Bắc, thần như Lâm Gia Duyệt còn chốc chốc phải gánh chịu màn bạo lực lạnh nhạt của anh. Nhưng khi đối mặt với Ngư Khương, thái độ của Lục Bắc thần hoàn toàn khác với Lâm Gia Duyệt. Cô từng nhìn thấy khi anh cười với Ngư Khương, rất thoải mái, tự tại, lúc ấy, thật ra cô cảm thấy Ngư Khương còn giống bạn gái của anh hơn. Nói tới cùng, Lâm Gia Duyệt không được cởi mở như Ngư Khương chính vì cô ấy thích lục bắc thần mà trở nên thiếu tự nhiên lại cũng vì thân phận cô chủ mà không thể thoải mái trong động tác một người con gái như vậy cao quý mà đáng thương nhưng cô không hiểu lâm gia duyệt nên cũng không thể đánh giá toàn diện có lẽ lâm gia duyệt thích yêu một người bằng cách thức đó khoảng thời gian trước vì lục bắc thần cô ấy ở lại quỳnh châu khá lâu gần đây thấy im ắng hẳn có lẽ đã về nhà rồi chăng nếu đổi lại là cô, lục bắc thần ăn nói với cô bằng ngữ điệu thiếu khách khi đó. Cô sẽ giận, so sánh thì một ngư khương hoạt bát và một lục bắc thần tính cách khá thu mình. Hai người ở cạnh nhau vừa hay có thể bổ sung cho nhau. Trợ lý, thật ra cố sơ rất ghét từ này. Trợ lý có nghĩa là mối quan hệ theo sát gần như 24 phần 24. Ngư Khương gần gũi với Lục Bắc Thần như vậy anh đối với cô ấy thật sự chỉ có tình cảm của cấp trên với trợ lý thôi sao nghĩ tới đây trong lòng cô có chút không thoải mái giống như ăn phải món gì lạnh ngắt ủ kiểu gì cũng không nóng anh đã có một lâm gia duyệt thấu hiểu lòng người một ngư khương lanh lợi đáng yêu được nam thê bảy thiếp khác gì đế vương dựa vào đâu còn nói câu tôi sẽ theo đuổi em phải rồi cô còn phải trả lại anh sợi dây chuyền đó Đầu mày bị ai ấn một cái. Cố sơ giật này mình. Chẳng biết lục bắc thần đã đứng dậy từ lúc nào. Giờ tay ấn lên lông mày cô. Nghĩ gì vậy? Lông mày xoắn cả lại rồi. Anh nhìn cô có vẻ đầy hứng thú. Không phải em đang nghĩ làm sao để bắt chẹt tôi một khoản đấy chứ. Cô tầm thường đến vậy sao? Cô tránh khỏi bàn tay anh. Nụ cười của anh có phần gian tà. Cô nhìn rất nhức mắt vì chưa biết chừng anh cũng đối xử với ngư khương như vậy. Không sai, anh đâu phải bác thâm. Bác thâm trọng tình cảm không có nghĩa là anh trai của anh ấy cũng vậy. Nhưng cô nghe nói cứ 10 cặp sinh đôi thì tới 9 cặp là tính cách trái ngược. Lục bác thần này dù xuất phát từ mục đích gì, đã có thể nói ra câu theo đuổi em với cô thì chắc chắn cuộc sống đời tư cũng chẳng chừng mực được đến đâu. Tiền lương không có vấn đề gì. Cô vốn định hỏi anh, anh chắc chắn không viết thừa một số không đấy chứ. Nhưng câu hỏi ấy lại vì Ngư Khương mà bị kìm nén lại. Nếu cô định sẵn phải trở thành trợ lý của anh, vì cớ gì không thể an tâm nhận một mức lương cao, công việc này vừa nguy hiểm vừa mở ám, lương cao cũng là điều rất bình thường. Lục Bắc Thần đút tay vào túi áo blau, gật đầu, ấn đường giãn ra, "Nhưng tôi có một yêu cầu." "Nói đi." "Khi nào Cố Tư Bình yên vô sự, tôi mới ký bản hợp đồng này." lục bắc thần bật cười nụ cười lần này rất khác như đang cười một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy anh đưa tay giữ chặt hai bả vai cô ấn cô xuống ghế sau đó hai tay đặt hai bên tay vịn cúi người ghé sát vào cô giọng điệu nghe giống như cưng chiều như khuyên nhủ nhưng càng như nhắc nhở tôi nghĩ cả tôi và em đều không muốn lãng phí thời gian vào một cục diện bế tắc em muốn tham gia vào vụ án này điều kiện tiên quyết là bắt buộc phải trở thành trợ lý của tôi. Thế nên em đừng có đảo lộn vị trí. Nhưng ban nãy anh nói đấy thôi. Ngoại trừ thời hạn làm việc 20 năm ra. Điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Hơi thở của anh sát gần. Khiến cô phát hoảng. Em phải hiểu rõ một điểm. Tất cả mọi điều kiện có thể thương lượng đều bắt nguồn từ việc em ký tên trước. Cô hiểu rồi. Thật ra có nói một ngàn câu. Một vạn câu cô vẫn không có quyền bớt một thêm hai. Em nhìn rõ ngày tháng trong hợp đồng. Ký rồi sẽ lập tức có hiệu lực anh dụ dỗ. Cố sơ đành cầm bút lên. Ký tên vào. Một hợp đồng in thành hai bản nhưng lục bắc thần giữ cả hai. Việc này không phù hợp tiêu chuẩn của ngành. Nhưng lục bắc thần nói, xin lỗi. Ngành này tôi là tiêu chuẩn. Cố sơ có một dự cảm. Cô cảm thấy sau này gã xếp này chắc chắn sẽ là thành phần khó chịu ngang ngược không nói lý lẽ sau khi cất hợp đồng đi lục bắc thần lại gọi một cú điện thoại cố sơ nghe rất rõ ràng anh cần người tới đưa hài cốt của tiêu tuyết đi sau khi cuộc điện thoại kết thúc cô vội vàng hỏi vì sao lại đưa hài cốt đi người chết cần được chôn cất đàng hoàng còn an nghỉ anh đưa ra một lời giải thích chẳng giống giải thích đạo lý này đương nhiên là cố sơ hiểu cô chỉ không hiểu hành vi giống như đang kết thúc vụ án của lục bắc thần chẳng phải vụ này vẫn còn nghi vấn sao còn chưa tìm ra hung thủ là ai mà cô truy hỏi em phải hiểu rõ một điểm lục bắc thần nhấn mạnh là một pháp y hoặc trợ lý pháp y công việc của chúng ta chính là thông qua thi thể để đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra tất cả các khả năng công việc còn lại là điều tra hình sự vụ án còn nghi vấn hung thủ chưa bắt được nhưng những việc này không liên quan gì tới tôi vụ án còn nghi vấn sao lại không liên quan tới anh em cũng nói đấy là vụ án chứ không phải hài cốt của nạn nhân có nghi vấn lục bắc thần sửa chữa lại lời của cô trong vụ án đề cập tới hiện trường thương thi thể cơ thể sống những vật chứng tài liệu có liên quan để tiến hành thăm dò khám nghiệm giám định những việc lúc trước như kiểm tra đi kiểm tra lại thi thể nạn nhân cũng như các tài liệu khi còn sống chuẩn bị báo cáo khám nghiệm có liên quan phân tích chi tiết về cái chết mới nằm trong phạm vi công việc của tôi mỗi một cương vị công tác đều có chức trách của riêng mình tôi chỉ cung cấp cho cảnh sát một hướng đi còn người bước đi trên con đường ấy phải là cảnh sát chứ không phải tôi trước lúc chết nạn nhân đã gặp phải chuyện gì hiện trường xuất hiện những điểm nghi vấn nào trên hài cốt có điểm gì đáng ngờ thậm chí đưa ra nhận dạng có thể của hung thủ cùng với phương thức sát hại tất cả những điều này tôi đã cung cấp số liệu chính xác tiếp theo là công việc của cảnh sát chúng ta không được vượt quyền hiểu không cố sơ hiểu anh đã nói rõ ràng đến vậy chỉ còn thiếu nước phát cho cô một giáo trình pháp y để phổ cập kiến thức nữa thôi nhưng việc cô quan tâm không phải cái này cô chỉ lo lắng cho an nguy của cố tư anh ăn nói hùng hồn như vậy cô nhìn thấy dĩ nhiên sẽ có chút không vui bèn lẩm bẩm trước khi ký hợp đồng anh đâu có nói như vậy thấy lục bắc thần nhìn mình cô hắng giọng nếu đã nói đến mức này cô cũng chẳng cần vòng vo nữa chính anh nói mà chỉ cần làm trợ lý của anh từ từ nhất định sẽ được thả ra nghe xong lục bắc thần liền cười chính khả năng lý giải của em có vấn đề thì có tôi tự cho rằng cách diễn đạt của mình lúc ấy có sự sai khác với cách tường thuật lại vừa rồi của em tóm lại lúc đó anh có ý này lý giải và diễn tả là hai chuyện khác nhau lục bắc thần từ tốn nói làm ngành của chúng ta mỗi một chữ nói ra đều phải thận trọng nhưng mà tôi chỉ nói em trở thành trợ lý của tôi là có thể tham dự vào vụ án này tôi nói em gái em nhất định sẽ được thả ra khi nào anh cười hỏi thôi được rồi xét về khả năng lợi dụng từ ngữ cô nói không lại anh tôi nhất định phải cứu tư tư ra lục bắc thần nhìn cô rất lâu sau mới nói em nên biết rõ những suy đoán bên ngoài phạm vi pháp y thì ý kiến của tôi cũng chỉ để tham khảo thái độ và ngữ điệu của anh có dấu hiệu rộng rãi hơn cố sơ nhạy cảm nhận ra một giây sau cô lập tức bật dậy khỏi ghế bước lên vẻ nịnh nọt à thật ra tôi cảm thấy có lúc vẫn phải nhảy ra ngoài nhìn nhận vụ án là chỉ đâm quá sâu vào vụ án rồi có rất nhiều thứ thành ra lại nhìn không rõ anh thì khác giáo sư lục danh tiếng lẫy lừng trước nay đều là thông qua hiện tượng để nhìn bản chất có chuyện gì qua được đôi mắt anh chứ giống như việc la chỉ vẫn còn đang chạy theo lưu kế cường chẳng phải anh đã bắt đầu nghi ngờ Bạch Đông sao rồi sao, sao hôm trước tầm có viết nhầm là Bạch Quân. Sự lấy lòng của cô có chút lộ liễu nhưng có thể nhận ra Lục Bắc Thần cũng rất thoải mái. Khóe môi anh khẽ cong lên, không hề có ý vạch trần hành động bỉ ổi vì sốt sắng muốn cứu em gái mà nịnh bợ anh. Đừng có xem thường la trí, cậu ấy trước giờ là người có khả năng quan sát nhanh nhạy và sắc bén dù là bạch đông hay thường quân thì cái mũi chó săn của cậu ấy cũng đã để ý tới họ từ lâu rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ của giáo sư lục đây mới là độc đáo cố sơ hoàn toàn nắm vững tinh thần dù sao cũng đã nịnh rồi không bỏ chút công sức sao thành công sau đó vội vàng kéo ghế cho anh cười vang anh ngồi anh ngồi đi lục bắc thần cũng cho cô thể diện nhịn cười ngồi xuống rồi lại hắng giọng cố sơ vừa nghe thấy lập tức rót cho anh một cốc nước nhanh như gió chăm sóc đon đả lục bắc thần rất hài lòng về sự niềm nở của cô anh đón lấy nước nhấm giọng rồi nói muốn biết lưu kế cường suy nghĩ thế nào cách đơn giản nhất chính là gặp mặt thẳng còn về bạch đông từ góc độ chuyên nghiệp mà phân tích hắn ta đáng nghi nhất giết người vì tình có thể không đơn giản như vậy sao lại nói thế lục bắc thần trầm tư nạn nhân bỏ bạch đông hắn đích thực có động cơ vì yêu sinh thù hận nhưng thông qua điều tra của la chỉ phát hiện được thực ra bao nhiêu năm nay hai người họ vẫn không có liên lạc bạch đông cũng không hề quấy dày nạn nhân nếu vì chia tay mà hắn muốn giết nạn nhân thì chỉ ít bao năm qua dù ít dù nhiều cũng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nạn nhân hắn không hề cho tới nửa năm trước mới có liên lạc với nạn nhân Khoảng thời gian trống vắng này rất đáng ngờ. Nếu bao năm qua hắn vẫn luôn lập kế hoạch để ám sát Tiêu Tuyết thì sao? Không thể, Lục Bắc Thần phủ định thẳng thừng, cách thức nạn nhân bị sát hại rất đơn giản. Hoàn toàn không có dấu hiệu là một kế hoạch trường kỳ. Cố Sơ cau mày, giả sử Bạch Đông là hung thủ, vậy thì có thể khẳng định, thứ nhất hắn vẫn còn rất yêu nạn nhân, thứ hai hắn nhất định giết nạn nhân vì một nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân khác này cũng nhất định có liên quan tới tình cảm. Vì sao lại nhìn ra hắn vẫn còn rất yêu tiêu tuyết khi chúng ta hận một người thường nói rằng sẽ phanh thay họ ra làm ngàn mảnh. Mong họ không được chết tử tế. Nhưng em nhìn lại nạn nhân mà xem. Trước khi bị treo lên Nam Sơn cô ta đã tử vong. Hơn nữa còn chết trong im lặng. Không chút đau khổ. Cách thức gây án này đủ để chứng minh tâm tư của đối phương. Vậy anh lại nói có liên quan tới tình cảm. Chẳng phải vẫn là vì yêu mà hận sao, lục bắc thần nhấn mạnh, tình cảm. Chưa chắc là tình yêu. Cố sơ ngẫm nghĩ, giải thích như vậy cũng đúng. Đương nhiên, cô tuyệt đối tin tưởng lục bắc thần sẽ bàn bạc sự nghi ngờ của mình cùng la trí. Dù là lưu kế cường hay bạch đông, đều chứng tỏ chuyện này không liên quan tới cố tư. Ngoại trừ việc hy vọng chân tướng trong vụ án của tiêu tuyết sớm ngày lộ rõ người cô quan tâm nhất vẫn là tư tư khi nào tôi mới được gặp tư tư cô cũng cảm thấy yêu cầu mình hơi quá đáng dẫu sao cô cũng không phải người trong tổ điều tra nhưng câu nói tiếp theo của lục bắc thần đã cho cô hy vọng thẳng thắn và dứt khoát ngày mai anh trả lời nhanh gọn như vậy khiến cố sơ ngẩn người tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi lục bắc thần chậm rãi nói khoảnh khắc này cố sơ nhìn lục bắc thần dường như có thể thấy cả quần sáng trên đỉnh đầu anh sao 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 thịnh thiên vĩ lấy danh nghĩa công việc đưa hứa đồng trở về nội mông nhưng từ sau khi trở về đây hứa đồng chẳng phải làm việc gì khó khăn thậm chí thịnh thiên vĩ cũng không thể hiện ra ngoài trạng thái phải xử lý việc gấp như lúc trước anh nói các bữa tiệc khá nhiều còn cả những cuộc điện thoại phải nhận cũng khá nhiều khách hứa tới thăm cũng không ít nhưng cũng là những mối quan hệ hợp tác lâu dài ổn định chỉ có mấy lần cô nhận điện thoại đường dài thịnh thiên vĩ nói tiếng anh rất hay nói chính xác là nhàn nhã hứa đồng dĩ nhiên không nghe lén nhưng khi vào đưa tài liệu thấy dáng vẻ bàn công việc của anh còn giống nói chuyện phiếm hơn tất cả tất cả đều rất khác nội mông khác bắc kinh thịnh thiên vĩ cũng không giống niên bách ngạn cô đã sớm quen với việc mỗi ngày mở mắt ra là phải làm việc cũng đã quen bận rộn tới tận nửa đêm mới được về nhà quen với những tháng ngày như những chiến sĩ đánh trận chỉ đợi một khẩu lệnh là vội vàng xung phong kỷ niệm đối với tinh thạch hoặc có thể nói là kỷ niệm của cô đối với công việc đều ngập tràn căng thẳng không được nghỉ ngơi thậm chí là những cảnh tượng tim đập thình thịch khi đối mặt với việc những món lợi kim cương có thể phát sinh những nguy hiểm tới tính mạng nhưng bây giờ so với khi trước hoàn toàn khác biệt Thịnh Thiên Vĩ không phải một người cuồng công việc, thậm có thể nói, anh vốn dĩ không thích làm việc, anh sẽ không thường xuyên tới công ty, thi thoảng có tới thì cũng là người đến muộn nhất và về sớm nhất. Sau đó sẽ giao cho cô một sấp những tài liệu về khách hàng. Việc ghi nhớ thông tin khách hàng đối với hứa đồng trước nay không thành vấn đề. Lúc trước khi còn ở Tinh Thạch, thông tin của khách hàng mấy năm liền não bộ của cô còn đầy đủ hơn cả máy tính ngoài việc đó ra anh còn cho cô xem rất nhiều tài liệu và sách liên quan tới nguồn năng lượng còn về việc tiếp đón khách hàng anh không nói ra cô cũng không tiện hỏi buổi sáng hôm nay còn chưa ra khỏi nhà hứa đồng đã gọi điện cho thịnh thiên vĩ được biết anh lại không tới công ty cô bèn báo cáo với anh lịch trình cả ngày chẳng qua vẫn là mấy việc ăn ăn uống uống buổi tối còn ở tại hộp đêm nói chuyện hứa đồng nhìn vào lịch trình thở dài nghĩ bụng người với người trung quy cũng khác biệt niên bách ngạn khi còn làm mảng tiêu thụ quả thực cũng có tới mấy nơi đó nhưng từ sau khi anh ấy ổn định được thị trường thì đã biệt lập hẳn còn thịnh thiên vĩ này bây giờ thị trường năng lượng của anh cũng đã vượt ra tới nước ngoài rồi độc quyền cả một khu vực lớn nhưng vẫn đều đặn tới mấy nơi này nói thật lòng cô hơi phản cảm có lẽ làm việc lâu dài bên niên bách ngạn cô cảm thấy là một người đàn ông thì sự nghiệp phải là thứ quan trọng hàng đầu quả không sai cả ngày thịnh thiên vĩ đều không tới công ty những lúc rảnh rang không có việc gì hứa đồng lại bóng gió hỏi các đồng nghiệp khác ai ngờ bọn họ đều nói tổng giám đốc thịnh thường xuyên không tới đây làm việc hứa đồng cũng phục thịnh thiên vĩ thật là số anh tốt chiêu mộ được những nhân viên dù không làm dưới sự theo dõi sát sao của sếp nhưng vẫn tận tâm tận lực sao với sự lười biếng của anh tập đoàn sao có thể phát triển lớn mạnh nhường này không phải hứa đồng cố tình bôi nhọ sự lười biếng của thịnh thiên vĩ việc này xuất phát từ mấy lần cô gọi điện báo cáo tình hình công việc mặt trời đã lên cao rồi mà giọng anh trong điện thoại vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn thậm chí có một lần còn quá đáng hơn. Cô đợi anh tới công ty để ký một tài liệu, anh lại còn nói với cô đợi anh tỉnh ngủ rồi tính. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên hứa Đồng làm việc cho kiểu sếp này. Hôm nay bận tới tận lúc tan ca. Hứa Đồng lại sắp xếp tất cả các khách hàng vào một tập hồ sơ rồi download một đống tài liệu về hệ thống nguồn năng lượng tiên tiến nhất của nước ngoài. Định về nhà xem. Cô luôn là người ra về cuối cùng trong công ty. Khi tới nhà thì cũng sắp 11 giờ đêm rồi. Vừa vào tới cửa, cô nhận được điện thoại của Thịnh Thiên Vĩ. Anh uống đã hơi say, giọng nói khá mê hoặc, anh muốn cô tới đón anh. Đầu hứa đồng như sắp nổ tung, nhưng chỉ còn cách lái xe tới hộp đêm, chẳng còn nhận ra đã uống mấy tuần rượu nữa. Trong phòng khói thuốc mù mịt, trên bàn dài phục vụ đủ loại rượu ngon thuốc lá xịn nhập khẩu còn cả những cô gái xinh đẹp niềm nở đủ quốc tịch hứa đồng vừa vào cửa đã nhíu mày tiếng nhạc không đến mức quá đáng trong phòng có mười mấy người đàn ông có lẽ đang nói mấy chuyện thiếu đứng đắn làm các cô gái cười không ngớt thịnh thiên vĩ ngồi ở chính giữa phòng nội mông tháng năm về đêm cũng hơi lạnh áo vest của anh bị ném qua một bên anh mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm tôn lên cơ thể rắn giỏi lực lưỡng, chỉ có điều áo sơ mi đã mở bung ba cúc, vị trí cổ áo gần cầm có một vết son môi. Bên cạnh anh có hai cô gái dáng người rất đẹp, một trong số đó đang rót rượu cho anh, người còn lại thì nép vào lòng anh cười tươi như hoa. Cái miệng đỏ chót như vừa ăn thịt trẻ con, thấy hứa đồng tới anh bèn gọi cô ngồi xuống, có người ẩm ý với thịnh thiên vĩ tổng giám đốc thịnh. Không cho mời cứu binh đâu đấy thịnh thiên vĩ cười sảng khoái đẩy cô gái trong lòng qua một bên cầm một ly rượu rồi đứng dậy các vị ly cuối cùng nhé uống xong tha cho tôi về nhà ngủ những người kia sao chấp nhận nhất quyết giữ anh lại không cho anh uống ly rượu tạm biệt cô gái rót rượu cho anh cũng đứng lên nũng nịu dựa vào lòng anh từng ngón tay thon tô sơn móng tay len lỏi vào ngực anh tổng giám đốc thịnh anh đừng đi mà người ta không nỡ để anh đi giọng nói nhỏ nhẹ đó ngọt đến phát ngán đến cả hứa đồng nghe mà suýt nữa cũng không chống đỡ nổi thịnh thiên vĩ đưa tay vòng qua eo cô ta trong tay còn cầm một ly rượu nhưng lại nói với mọi người hôm khác lại tụ tập để hôm khác dứt lời anh ngẩng đầu uống hết rượu mạnh trong ly tổng giám đốc thịnh anh đáng ghét quá cô gái kia không cạn nữa cũng len vào lòng anh làm nũng có phải anh chê em và eliza phục vụ không chu đáo không hay là tối nay anh thử cô gái gần như áp sát tai thịnh thiên vĩ thì thầm rồi cười lớn những người khác cũng hùa vào thậm chí có người còn nói với hứa đồng cô làm trợ lý phải thức thời một chút mau đuổi hai cô kia đi giúp ông chủ cô hứa đồng hiểu ý họ càng bực mình hơn cô xách túi lên đứng dậy cung kính nói với thịnh thiên vĩ tổng giám đốc thịnh tôi lên xe đợi anh vậy vừa ra tới cửa thịnh thiên vĩ đi tới giữ tay cô lại cô lại càng nhìn rõ vết son môi đó anh móc túi quần hồi lâu rồi chợt nhớ ra điều gì đó lại quay về lấy áo vest rút ví tiền ra đưa thẻ ngân hàng cho cô đi thanh toán đi sau đó quay về xe đợi tôi hứa đồng kìm nén giận dữ cầm thẻ bỏ đi tới khu thanh toán cô cảm thấy hơi thở vẫn còn ngập tràn mùi rượu vừa quẹt thẻ 258.000 đồng, hứa đồng cảm thấy huyệt thái dương giật lên đau nhức. Tuy rằng cô vừa mới đi theo Thịnh Thiên Vĩ nhưng thời gian gần đây anh tiêu tiền khiến cô líu lưỡi. Mặc dù chẳng phải tiền của cô nhưng cô cũng cảm thấy xót. Về xe đợi khoảng mười mấy phút gì đó, Thịnh Thiên Vĩ mới đi ra, được hai người bạn dìu ra, bước chân cũng đi không vững nữa. Đằng sau còn có hai cô gái phục vụ cho anh cô gái tô son đỏ chót rõ ràng vừa rậm thêm phấn đánh mặt đến trắng bệch đôi môi lại càng đỏ tợn cô vội vàng xuống xe đi tới đỡ luống cuống ấn thịnh thiên vĩ vào ghế sau một giây sau lập tức ngăn hai người phụ nữ định theo lên làm ơn nhường đường người phụ nữ môi đỏ nói hứa đồng dĩ nhiên sẽ không tránh cô vừa lễ phép vừa điềm đạm chị đưa tôi áo vest của tổng giám đốc thịnh là được rồi là tổng giám đốc thịnh bảo tôi cầm hộ anh ấy hứa đồng mỉm cười giơ tay xin hãy đưa tôi người còn lại nói năng không khách khí cô chui ở đâu ra vậy tránh ra hai người bạn kia tiến lên giảng hòa một trong hai người quen biết hứa đồng bèn nói tiểu hứa à hai cô này tối nay vẫn luôn ở bên tổng giám đốc thịnh để họ đi theo đi hứa đồng hiểu rõ đi theo nghĩa là gì thành thật xin lỗi tổng giám đốc thịnh đã say rồi cô thì biết cái gì tránh ra người phụ nữ môi đỏ bực bội nói rồi định đẩy cô hứa đồng đứng ra sau chặn đứng cửa xe các cô muốn kiếm tiền có thể đổi hôm khác hôm nay tổng giám đốc thịnh say như vậy các cô còn mong anh ấy làm được gì hai cô muốn vóc dáng có vóc dáng muốn diện mạo có diện mạo đâu đến mức bụng đói vơ quàng phải không mày chửi ai hà hai người bạn thấy tình hình không ổn lập tức khuyên hai người kia rời đi đợi đã hứa đồng lên tiếng giơ tay về phía người phụ nữ môi đỏ áo vest thịnh thiên vĩ trong xe say bất tỉnh nhân sự người phụ nữ môi đỏ cũng biết rõ điều này trong tình huống này thịnh thiên vĩ không thể nói đỡ cho cô ta cô ta đành bước lên bực tức ném áo vest vào tay hứa đồng kéo người còn lại bỏ đi hai người bạn thấy không còn chuyện gì nữa chào hỏi rồi cũng đi ngay trở về xe hứa đồng quay đầu nhìn thịnh thiên vĩ ngồi ở ghế sau thở dài nặng nề cô đúng là đen đùi mà sao lại vớ phải một ông xếp thế này cơ chứ đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong bình thường thì đàng hoàng đĩnh đạc tuấn tú phong độ vào hộp đêm rồi chẳng phải vẫn là cái bộ dạng này sao có khác gì mấy gã đàn ông khác, thật ra hứa đồng luôn tin vào mắt nhìn người của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thịnh Thiên Vĩ, cô đã cảm thấy người này không phải hạng đàn ông tử tế. Nói có sai đâu cơ chứ, nghiệp chướng hơn nữa là, bây giờ cô lại còn lan lộn với anh ta. Đây rốt cuộc là nghiệp duyên cô tu mấy kiếp mới có tiểu hứa. Nghiệt duyên, sau lưng lên tiếng, hứa đồng cố gắng để hơi thở của mình nhịp nhàng hơn, vâng. Tổng giám đốc, anh cứ dặn dò, tôi đau đầu quá, đáng đời, uống. Lắm rượu như thế, không đau đầu mới lạ đó. Nhưng những lời này một người cấp dưới như cô đương nhiên không thể nói. Cô nhanh chóng khởi động xe và nói, anh cố chịu một lát. Sắp tới nhà rồi, người đàn ông phía sau không nói nữa. Đường về đêm thưa thớt xe, họ cứ thế đi thẳng. Khi tới nơi ở của anh, hứa đồng xuống xe, vòng ra ghế sau. Vỗ nhẹ nhẹ vào người anh, Thịnh Thiên Vĩ mơ mơ hồ hồ mở mắt, một giây sau bèn dựa đầu vào người cô, cầu xin như một đứa trẻ, "Có thể đưa tôi lên không? Bây giờ tôi chóng mặt lắm." "Không cần anh nói nhiều, hứa đồng cũng phải làm vậy, chỉ có điều muốn chuyển anh lên quá nặng đi. May mắn vô cùng là Thịnh Thiên Vĩ ít nhiều cũng hợp tác với cô. Không dồn hết toàn bộ trọng lượng lên người cô, cứ thế họ khó khăn đi được vào thang máy." khó khăn lắm mới vào được trong nhà chuông cửa lại vang lên hứa đồng biết đó là bảo vệ bảo vệ ở khu này có trách nhiệm nổi tiếng cô mở cửa là gương mặt cảnh giác của người bảo vệ còn cả một đôi mắt giống như tia ích anh thịnh không sao chứ ạ à? hứa đồng thở dài không sao đâu chỉ là uống say thôi vậy thì tốt sau khi người bảo vệ đi rồi hứa đồng quay trở về phòng khách Nhìn chằm chằm Thịnh Thiên Vĩ nằm nghiêng trên sofa, thật sự muốn tung cước đá thẳng vào cái vết son môi của anh. Cả một đời trong sạch bị hủy hoại trong tay người đàn ông này rồi. Vì sao bảo vệ lại lên đây? Hứa Đồng không dùng não cũng nghĩ ra ở. Trong thang máy, Thịnh Thiên Vĩ dính sát vào người cô như chết rồi. Dù là ai nhìn CCTV cũng sẽ cảm thấy cô có ý vào nhà gây án, nhưng giận thì giận Hứa Đồng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ thì anh đang trong bộ dạng này. Cô đỡ anh ngồi thẳng dậy, rồi khẽ gọi, "Tổng giám đốc, tôi nấu cho anh ít trà rượu nhé. Anh uống xong rồi hẵng ngủ." Nhưng Thiên Thiên Vĩ lập tức lập tức kéo cô. Sức mạnh của người đàn ông có hơi men lớn một cách khác thường. Cô không thoát ra được, lập tức ngã lên sofa. Trong lòng hoảng hốt, Thịnh Thiên Vĩ cũng không làm gì cô, chỉ vòng một tay ôm lấy cô sau đó theo đàn nằm xuống siết cô rất chặt không được đi đâu hết ngoan ngoãn ngủ đi hứa đồng như bị xét đánh giữa trời quang cô cảm thấy người đàn ông này nhất định đã coi cô là đám phụ nữ trong hộp đêm rồi cô bực bội dẫy rủa anh lại càng kéo sát lưng cô về phía ngực mình mặt dính vào cô mặt cô thấp giọng dỗ dành nghe lời cả người cô căng ra ngay sau đó lại cảm thấy may mắn vì rằng một nửa gương mặt in hằn vết son đó không hướng về phía cô. Cuối cùng cố sơ cũng được gặp Lưu Kế Cường trong truyền thuyết vào buổi sáng ngày hôm sau. Hắn cũng coi như một nửa là người Quỳnh Châu, có một căn biệt thự ở nơi sầm uất nhất khu vực trung tâm mới. Bình thường hay đi tới các nơi, bây giờ có lẽ dính dáng tới vụ án của tiêu tuyết nên thường xuyên bị triệu tập. Vì vậy khoảng thời gian này đang ở lại Quỳnh Châu nhưng địa điểm gặp lưu kế cường không phải là căn biệt thự của hắn cố sơ không gặp được hắn sau đó nhận được điện thoại của lục bắc thần anh nói cho cô biết hành tung của lưu kế cường cuối cùng trong điện thoại anh lại bổ sung thêm một câu lần sau còn tự ý hành động tôi sẽ trừ lương của em đấy quay về xe cố sơ ngẫm nghĩ mấy số không đó quả nhiên không dễ kiếm anh là ông chủ là quy định của ngành nhìn thấy tiền lương hàng tháng của cô dư giả như vậy nhưng chưa biết chừng mỗi khi tâm tình của anh tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của cô trên hợp đồng không quy định cô phải tới làm việc theo đúng giờ giấc như công chức thế nên chẳng qua cô chỉ định chiều nay đến gặp tư tư thì đi tìm lưu kế cường trước tìm hiểu tình hình và suy nghĩ của hắn như vậy mà vẫn bị lục bắc thần bắt tại trận Cô rất nghi ngờ liệu có phải anh gắn thiết bị theo dõi gì đó trên người cô không. Nhưng cũng phải trách lưu kế cường cho cô leo cây. Đã hứa leo lẻo như thế rồi. Kết quả là người ta vốn không có ý muốn gặp cô. Thế nên sau khi hứng một trận răn dày của lục bắc thần. Cố sơ cũng không quá tổn thương nguyên khí. Anh là điển hình của kiểu người vừa đánh vừa xoa. Đã báo hành tung của lưu kế cường cho cô coi như bù đắp tâm lý. Cố Sơ gặp được Lưu Kế Cường trong một hội quán kiếm đạo. Trình độ kiếm đạo của hắn không thấp, vùng chiêu nào chiêu nấy cũng hết sức chuyên nghiệp. Cố Sơ không có hứng thú lắm với môn thể thao này nhưng để có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi. Cô ngồi ở phòng trà bên cạnh, liên tục theo dõi động thái của Lưu Kế Cường qua cánh cửa trúc. Cô cảm nhận được hắn đã nhìn thấy cô nhưng vẫn cố tình không đi tới đã sắp uống hết nửa ấm trà rồi mà hắn vẫn chưa có ý định kết thúc. Cố sơ sốt ruột tới mức chỉ muốn đi thẳng tới gây rối. Kết quả bị người huấn luyện của hội quán cản lại. Những ai chưa mặc trang phục thì đều không được phép vào. Cố sơ sao dám đi thay trang phục đấu kiếm. Lỡ tên lưu kế cường này chạy thì sao? Đang nghĩ mãi không ra cách. Cô bỗng thấy bên phía lưu kế cường có thêm một đối thủ bộ trang phục trơn chu tôn lên dáng hình thẳng tắp cao lớn của người ấy anh ta đứng cầm kiếm trông cực kỳ bình tĩnh người này đeo mặt nạ bảo hộ cố sơ không nhìn rõ gương mặt nhưng trông vóc dáng có vẻ quen quen lưu kế cường nhanh chóng vung kiếm là người tấn công trước người kia không hề lùi bước cũng nhanh lẹ giơ tay chặn lại sau đó một mực dồn ép chuyển bị động thành chủ động công kích từng bước một cố sơ không hiểu những cách thức trong trò này nhưng cũng có thể nhận ra lưu kế cường bắt đầu lép vế cuối cùng một chiêu đâm họng của người đó lưu kế cường liên tục lùi về sau mấy bước không đứng vững cả người bèn trượt ngã tất cả mọi người đều nhìn về phía này lưu kế cường bị thua có vẻ không vui hắn tháo mặt nạ ra gương mặt nhăn nhó quát to với người kia anh là ai hả cố sơ kiễng chân lên nhìn qua đỉnh đầu của mấy người phía trước. Bóng hình người kia càng nhìn càng thân thuộc. Người kia cũng tháo mặt nạ. Không nói gì, cố sơ chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của Lưu Kế Cường. Sự bực dọc của hắn hóa thành thẳng thốt. Sau đó trong ánh mắt lướt nhanh một vẻ hoảng loạn. Không sai, cố sơ nhìn rất rõ đó là hoảng loạn. Đó là biểu cảm trột dạ khi làm chuyện xấu. Mấy cô gái trong hội quán thốt lên kinh ngạc sau đó chỉ vào người đó gì dầm to nhỏ. Cố sơ loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói, đẹp trai quá, đợi tới khi người kia hơi nghiêng người. Cố sơ cũng đứng sững tại chỗ. Hóa ra là lục bắc thần. Anh biết kiếm đạo, nhìn nét mặt của Lưu Kế Cường. Chắc chắn hắn cũng đã biết đối phương là lục bắc thần rồi. Lục bắc thần cất kiếm đi. Cất giọng nhạt nhòa, anh Lưu. Chúng ta nói chuyện đi, sao 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 trên thực tế lưu kế cường không phải là một người chịu hợp tác tới quán trà suốt cả một tuần trà hắn nói rất ít trầm mặc từ đầu tới cuối cố sơ trong lòng không thoải mái em gái cô vì người đàn ông trước mắt này còn đang phải ở trong đồn công an hắn thì sao vẫn còn thanh tao nhàn nhã ở đây giải trí cô có lý do tin rằng nhìn phản ứng của lưu kế cường hắn tuyệt đối biết rõ tình hình trước mắt của cố tư nguyên do chống đỡ mạnh mẽ nhất cho suy nghĩ này của cô chính là ánh mắt hoảng loạn của hắn ban nãy sau khi nhìn thấy lục bắc thần nhưng phải nói rằng tên lưu kế cường này diện mạo khôi ngô so với trong ảnh còn phong độ hơn nhiều hắn cũng có thể được coi là một người đàn ông tuấn tú vì đã được năm tháng đánh bóng trên người hắn ngoài sự tài năng của một người thành đạt còn chứa đựng một sự nội hàm hiếm có chính là mẫu đàn ông mà con gái yêu thích và ngưỡng mộ cô bắt đầu nghiêng về giả thiết tư tư ra tự thú phần nhiều vì tình cảm rồi lưu kế cường sau khi chút bỏ bộ trang phục đấu kiếm có thêm một phần mạnh mẽ là kiểu mạnh mẽ khi có sự nổi trội trong sự nghiệp cố sơ đương nhiên chẳng hề coi trọng sự mạnh mẽ này của hắn cô nhìn hắn ta cố kiềm chế giận dữ anh lưu em gái tôi đã đi tự thú vì anh chắn hẳn anh biết chuyện này cô dùng câu khẳng định Lưu kế cường dẫu sao cũng là người đã trải bao sóng to gió lớn. Hoàn toàn không thay đổi sắc mặt vì câu nói của cố sơ. Hắn hỏi, vì sao cô lại cảm thấy tôi biết chuyện này, vì em gái tôi không thể giết người. Lưu kế cường uống một ngụm trà. Liếc nhìn cô, vậy vì sao cô ấy lại đi tự thú, hắn không phải một người dễ đối phó. Lục bác thần vẫn im lặng quan sát cô. Sau khi hắn buông câu đó anh những tưởng cố sơ sẽ cứng họng ai ngờ cô lấy tờ chi phiếu trong túi sách ra đặt lên mặt bàn đây là chi phiếu anh đưa cho tư tư phải không lưu kế cường cầm chi phiếu lên xem không nói gì tôi nghĩ anh lưu không cần phải phủ nhận chuyện này đâu tôi sẽ đi điều tra biên lai của ngân hàng cố sơ hăm dọa trùng hợp là trước mắt tôi cực rành. ánh mắt lục bắc thần lại chuyển về phía cố sơ anh giơ tay trống lên chán cố nhịn cười sắc mặt lưu kế cường có vẻ hơi tệ đi rất lâu sau hắn nói chi phiếu là của tôi cô muốn nói gì cô nghĩ tôi đã dùng một tờ chi phiếu để bảo cô ấy nhận tội thay tôi đây là suy luận logic bình thường nhất cố sơ biết mức độ tình nghi của lưu kế cường là thấp nhất nhưng thái độ của hắn khiến cô cực kỳ khó chịu lưu kế cường nắm chặt tờ chi phiếu ánh mắt khiến người ta khó mà nắm bắt được hắn ta như đang nhẫn nhịn điều gì cuối cùng một lúc sau đã lên tiếng tôi có tình cảm với tư tư một kẻ đồng thời đạp chân lên mấy con thuyền chuyện tình cảm có nên cân nhắc không cô hiểu tôi lắm sao tôi không hiểu anh nhưng tôi hiểu tư tư cố sơ nhìn hắn chằm chằm sắc mặt bình thản giọng điệu lại rất kiên quyết tư tư là người trọng tình cảm nếu không phải nó đang trả tiền cho anh thì cũng là đang trả tình cho anh anh luôn miệng nói có tình cảm với nó nhưng bây giờ anh đã làm gì cho tư tư, thật ra tôi hoàn toàn không hiểu mục đích tư tư làm vậy, lưu kế cường thở dài, có lẽ. Cô ấy thật sự đã giết người. Cố sơ nhìn hắn chân chân. Có một khoảnh khắc suýt nữa thì cô bồng bột chửi thề hắn một câu, đờ, em Nhưng đây là quán trà. Lại còn có lục bắc thần ngồi bên cạnh. Cô cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Cố ép ngọn lửa đang từ từ lan rộng xuống cô cất giọng lạnh nhạt bây giờ anh lưu đã xóa sạch sẽ mọi quan hệ rồi xem ra anh không định nhúng tay vào chuyện này nữa rất xin lỗi tôi cũng muốn giúp tư tư nhưng không có cách nào lưu kế cường ngao ngán nói thật lòng kỳ thực tôi cũng rất muốn gặp tư tư hỏi cô ấy rốt cuộc suy nghĩ như thế nào mong cô hãy tin tôi tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy chỉ có điều bây giờ trình tự pháp luật như vậy tôi lực bất tòng tâm nếu thật lòng muốn giúp đỡ sao có thể lực bất tỏng tâm chứ sau khi ra khỏi quán trà cố sơ tức đến suýt phun ra máu trở về xe cô chỉ tức không thể hỏi thăm tám đời tổ tông nhà lưu kế cường một lượt lục bắc thần không cho xe chạy ngay chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn cho cô sau đó mở một chai nước khoáng rồi đưa cho cô cố sơ chỉ mải tức giận cũng tạm thời quên mất sự thật cô mới là trợ lý của anh Cô đón lấy chai nước, tu ừng ực mấy ngụm rồi mím chặt môi. Muốn chửi ai thì cứ lớn tiếng mà chửi, cứ nhịn sẽ sinh bệnh đấy, ngữ điệu của Lục Bắc Thần từ tốn lạ thường. Dĩ nhiên là Cố Sơ muốn chửi hơn nữa còn muốn chửi Đồng kia. Nhưng quay sang nhìn cái bản mặt có vẻ như đang cười trên nỗi đau khổ của cô. Cô lại nghiến răng, ban nãy vì sao anh không nói câu nào, thái độ rất không tốt. Rõ ràng là đang cố kiềm chế giận dữ lục bắc thần bật cười cầm lấy chai nước trong tay cô đưa thẳng lên miệng sau đó nói em muốn tôi nói gì anh cầm chai nước rồi tu một loạt những động tác rất tự nhiên uống nước cô vừa uống hành động này sao có phần ám muội vậy cố sơ chú ý tới nó trái tim như vô thức bị thứ gì va phải bắt đầu bay lơ lửng không còn bình tĩnh được nữa anh cũng phải phản bác hắn ta câu nào chứ, ngữ khí của cô không còn cứng như lúc nãy. Lục bác thần ngẫm nghĩ, chẳng qua hắn chỉ muốn tránh bị tình nghi. Vậy vì sao hắn chọc ghẹo tới em gái tôi, em phải bình tĩnh suy nghĩ, lục bác thần thở dài. Cố sơ nhìn anh, thế là ý gì, lục bác thần không trả lời thẳng mà nói với cô, bây giờ em nên nhảy ra ngoài nhìn nhận vấn đề. Vì sao Lưu Kế Cường phải trốn em, hắn trột giả. Lý do gì, đáp án trực tiếp nhất tôi có thể nghĩ tới là hắn chính là hung thủ. Lục bắc thần cười khó xử. Thật ra cứ đối qua đáp lại như vậy. Cố sơ ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại. Cô ổn định tâm trạng, tôi biết khả năng lưu kế cường là hung thủ rất thấp nhưng quả thực là hắn đã trột giả. Ánh mắt hắn nhìn anh có hơi hoảng loạn. Tôi để ý rất rõ. Lục bắc thần giơ tay lên xoa đầu cô như tán thưởng, khả năng quan sát xem ra còn cứu được cố sơ không muốn thân mật với anh như vậy bèn né khỏi bàn tay anh lẩm bẩm người đó chắc chắn có chuyện gì mờ ám trong lòng thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay có thể chắc chắn một điểm cố tư tự, tự thú là hành động của riêng con bé trước đó lưu kế cương chắc chắn chưa biết rõ ràng là hắn biết tôi sau khi gặp tôi thì bắt đầu lo sợ tảng lờ sự xuất hiện của em đủ để chứng minh hắn rất muốn tránh khỏi vụ án này có lẽ hắn biết được bí mật gì đó không thể tiết lộ ngoại trừ cái chết của nạn nhân vẫn còn một bí mật không thể để người khác phát hiện cố sơ không thể phân tích bí mật của lưu kế cường nhưng bí mật của cố tư thì một người làm chị như cô rất muốn biết rõ ngọn ngành sau khi cố tư gặp cố sơ thì rõ ràng rất lúng túng con bé cúi gằm nhắm mắt đầu ngón tay đan chặt vào nhau từ đầu tới cuối không dám ngẩng lên nhìn cố sơ trong phòng chỉ có cố sơ và cố tư. Lần này lục bắc thần không đi theo. Anh ngồi trong phòng quan sát. Theo dõi tất cả những việc xảy ra qua chiếc gương một chiều. Là chỉ cũng ở đó. Đưa cho lục bắc thần một điếu thuốc. Hỏi, suy nghĩ thế nào vậy, lục bắc thần đón lấy điếu thuốc. Im lặng, anh biết La Trì đang hỏi gì. Thấy anh không đáp, La Trì nhân tiện châm cho anh điếu thuốc cười đúng là hành động cá nhân của cậu nhưng lần này dính líu với vụ án của tiêu tuyết cả hai vị ngồi trong kia đều từng có dây mơ dễ má với tiêu tuyết đấy lục bắc thần rít một điếu thuốc chậm rãi nhả ra một làn khói ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn vào bên trong một lúc sau mới nói cô ấy có năng lực ở lại bên cạnh tôi theo tôi được biết yêu cầu của cậu đối với trợ lý đâu có thấp Lục bác thần bật cười, cô ấy tệ lắm mà, chỉ ít thì trình độ văn hóa có vấn đề. Lục bác thần quay đầu nhìn La Trì, cô ấy chỉ đang bảo lưu mà thực tế là năng lực quan trọng hơn. 17 tuổi cô ấy đã đỗ thủ khoa đại học A, học kỳ 2 năm nhất đã có thể cùng thầy hướng dẫn đi sâu nghiên cứu một đề tài của năm 3. La Trì, cô ấy là một thiên tài, nói tới đây. Anh lại nhìn vào bên trong, bổ sung một câu như suy nghĩ gì đó, chỉ có điều cô ấy cần được dẫn dắt. Là chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của lục bắc thần với vẻ hứng thú. Tuy rằng sắc mặt anh không có thay đổi nào quá rõ rệt. Nhưng là chỉ làm nghề gì chứ? Anh ấy điều tra phá án. Giây phút này lục bắc thần càng tỏ ra bình thản. Anh ấy càng cảm thấy có vấn đề. Cậu hiểu rõ về cô ấy quá nhỉ? Còn điều tra cả biểu hiện của cô ấy ở trường đại học nữa, cậu nói đấy thôi tôi yêu cầu trợ lý của mình rất cao, anh dùng câu nói ban nãy của La Trì để đáp trả. La Trì gạt tàn thuốc, theo tôi thấy, cậu thích cô bé ấy rồi. Gần đây cậu thân thiết với cô ấy lắm nhá, sau đó anh ấy hất cầm vào trong phòng, bây giờ cả mấy công việc đi theo này cậu cũng làm luôn. Hai người ai là trợ lý của ai thế? Nếu là bình thường, cậu chẳng hơi đâu ngồi lại phòng quan sát thêm một lúc. Lục bắc thần tay kẹp điếu thuốc đầu lọc đỏ rực điểm suyết cho ngón tay. Tựa một đóa hoa đang nở rộ, anh cũng gạt tàn thuốc, rồi rít thêm một hơi. Khói thuốc bay ra từ khóe miệng anh. Anh lên tiếng, giọng thản nhiên, thích đấy. Sao, phạm pháp à, là chỉ sững người. Ban nãy anh ấy cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu trêu đùa thôi. Lục Bắc Thần là người thế nào? tuy rằng la chi tiếp xúc chưa phải là quá lâu nhưng cũng ít nhiều hiểu được cậu ta có một cái tật quái đản là gần như không gần gũi với phái nữ chỉ thích vùi đầu làm việc trước đây anh ấy đã nghe nói nam thần nổi danh của giới pháp y trước giờ vẫn một thân một mình cô đơn lẻ loi một người thành công như cậu ta bên cạnh đáng nhẽ phải không thiếu phụ nữ mới phải nhưng cậu ta thì khác ngoại trừ lâm gia duyệt thì rất ít khi cậu ta có tin đồn với phụ nữ rất nhiều người nghi ngờ có phải vì liên quan tới ngành nghề pháp y không nhưng theo những gì la chỉ đánh giá về tình trạng cá nhân của lục bắc thần thì cứ để ý ánh mắt của mấy cô gái trong cục khi nhìn cậu ta là biết chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp khi lục bắc thần vừa tới quỳnh châu các lãnh đạo đặt an nguy của cậu ta lên hàng đầu sợ cậu ta ở đây gặp phải chuyện gì nguy hiểm thứ nữa lo lắng rằng quỳnh châu là một thành phố du lịch cuộc sống về đêm dĩ nhiên sẽ vô cùng phong phú. Đặc sắc, Lục Bắc Thần lần đầu tới đây lại định cư lâu dài ở nước ngoài. Buổi tối chưa biết chừng lại thấy nhớ mấy trung tâm vui chơi giải trí. Thân phận của cậu ta đặc biệt, nên lãnh đạo đã đặc biệt dặn dò la chi. Bảo anh ấy phải tuyệt đối để ý những nơi Lục Bắc Thần ghé đến. Nhưng điều khiến La Trì rảnh rang là Lục Bắc Thần là người đến cả sạp ăn ven đường cũng rất gần như không quan tâm nói chi tới vui chơi giải trí thời gian gần đây anh ấy hay phải qua lại với lục bắc thần suy nghĩ cũng bắt đầu có sự thay đổi nếu nói lâm gia duyệt là bạn gái tin đồn của cậu ta thì cũng chẳng thấy cậu ta đối xử tốt đến mức nào đến cả mấy hôm trước lâm gia duyệt rời khỏi quỳnh châu cũng không thấy lục bắc thần ra sân bay tiễn anh ấy tưởng là họ cãi nhau nhưng nhìn cái điệu bộ này hình như không phải nhưng một lục bắc thần trước nay im bặt không nói chuyện tình cảm nam nữ khiến la chỉ còn hiểu nhầm là khuynh hướng giới tính có vấn đề ngờ đâu lại đột ngột buông một câu như vậy la chỉ nhất thời cũng không biết nên nói gì một lúc sau la chỉ mới có phản ứng thật hay giả vậy lục bắc thần dập đầu lọc vào trong gạt tàn liếc anh ấy một cái không nói gì rõ ràng là anh không hơi đâu giải thích quá nhiều với anh ấy là chỉ mất mặt cũng không hỏi nữa. Bên kia căn phòng, cố tư cuối cùng cũng lên tiếng. Chị, em có lỗi với chị. Cố sơ không phát điên. Có thể nhận ra cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc em đúng là có lỗi với chị. Vì một người đàn ông mà làm như vậy có đáng không, cố tư ngước mắt lên nhìn cô. Trong đôi mắt có những tia máu, cố sơ nhìn thấy dĩ nhiên rất đau lòng. Tuy giận nhưng cũng không nỡ, quở trách con bé cô kéo tay cố tư lại và nói gã lưu kế cường đó không xứng đâu cố tư ngỡ ngàng em không cần ngạc nhiên em là em gái của chị bây giờ vì một người đàn ông mà ra nông nỗi này chị cũng phải biết gã đó là thần thánh phương nào chứ chị cố tư cất lời một cách khó nhọc em không vì anh ta vì làm gì đó đâu thật đấy ý em là tiêu tiết do em sát hại cố tư mím chặt môi không nói chị đã trả lại chi phiếu cho lưu kế cường rồi chị chúng ta cần số tiền đó rồi đưa em vào đây cố sơ hơi cao giọng em thật sự không phải vì số tiền đó mới cố sơ nhìn con bé rất lâu mới nói thế thì vì cái gì vì tình yêu ư em tưởng hắn ta thật lòng với em à nếu trong lòng hắn có em hôm nay em đã không ở trong này cố tư ra sức cắn môi từ từ cố sơ hạ thấp giọng xuống siết chặt tay con bé, em nói thật cho chị biết đi. Em làm việc sốt cuộc là vì cái gì, chị? Chị đừng hỏi nữa, chị là chị em, chị có thể không hỏi sao, tiêu tuyết là do em giết cố tư sốt sắng. Em, nói bậy, cố sơ nghiến răng, em nói em giết tiêu tuyết. Được, vậy chị hỏi em, em đã tiêm cho tiêu tuyết bao nhiêu lít propranolol? Sau khi bị tiêm, tiêu tuyết xuất hiện phản ứng gì? tạm thời chưa nói tới chuyện em đã vác thi thể tiêu tuyết lên nam sơn bằng cách nào chị mới chỉ muốn biết phần trước của vụ án thôi em đừng quên chị học y em không giấu được chị đâu cố tư càng lúc càng sốt ruột lập tức xua tay em không nhớ nữa chỉ biết lúc đó một lòng mong cho cô ta lập tức chết đi cố sơ buồn lòng hỏi dành mạch từng chữ cố tư em có từng suy nghĩ cho cảm nhận của chị không sóng mắt cố tư chợt sao động hai người liền chìm vào trầm mặc bầu không khí tĩnh mịch cuối cùng cố sơ là người phá vỡ nó chậm rãi nói có lẽ em vốn dĩ không biết lưu kế cường là người ít bị nghi ngờ nhất thế nên chị thật sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khiến em làm vậy nữa cố tư không ngẩng đầu lên nhưng hàng mi thì run lên khi ra khỏi đồn công an cố cô sơ đã sức cùng lực kiệt cô dựa vào ghế xe không nói một câu quay mặt về phía cửa xe rất lâu. Lục bác thần đánh xe vào lề đường. Dừng lại, tắt máy. Đây là một con đường nhỏ trồng đầy cây cỏ. Có gió biển thổi xào sạc thổi qua. Không khí cũng bớt đi cay oi à. Có phần mát mẻ hơn. Lục bác thần lần tìm hộp thuốc lá. Tiện thể rút một điếu ra nhưng khi quay đầu sang nhìn cố sơ. Anh lại cất đi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, đói rồi à, cố sơ không nói gì bờ vai hơi run rẩy. Lúc ấy lục bắc thần mới nhận ra vẻ bất thường. Xoay người cô lại mới bàng hoàng phát hiện mắt cô đỏ ửng. Có lẽ không ngờ cô lại như vậy. Lục bắc thần nhất thời bối rối. Không biết làm sao, giống như lần trước khi cô bị dọa. Anh ngẩn người dây lát rồi vội vàng lấy hộp khăn giấy. Vụng về rút ra mấy tờ. Em đừng khóc, con bé không sao đâu, anh lau nước mắt cho cô. Cố sơ cầm lấy khăn giấy đè lên mắt, chỉ lắc đầu, im lặng rất lâu, lục bác thần thấy thế, ép cô bỏ xuống, khẽ nói, không tốt cho mắt đâu. Cô quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Lục bác thần không biết phải an ủi cô kiểu gì, nhất thời cũng chỉ đành ngồi được ra ở đấy. Cố sơ gạt mạnh nước mắt nhưng bi thương trong lòng vẫn như nước sông chảy ngược. Không sao ngăn được, anh không nỡ lòng thấy cô như thế bèn dứt khoát kéo cô vào lòng. Cô không cựa quậy nhưng có lẽ cựa quậy cũng vô ích. Cô cứ thế nằm trong lòng anh, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của cố tư. Lục bác thần vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô, dịu dàng dỗ dành còn có la trì mà. Em phải tin tưởng cậu ấy. Cố sơ nhẹ nhàng gật đầu. Cô như vậy khiến người ta xót xa. Lục bác thần khẽ thở dài. Càng thu chặt cánh tay. Qua một lúc lâu. Cố Sơ mới lên tiếng, tôi vẫn luôn suy nghĩ anh cúi xuống nhìn cô. Cô cũng ngước mắt lên, đôi mắt đỏ rực như một chú thỏ ánh lên một vẻ hoài nghi. Nếu lúc trước Tư Tư chỉ muốn nhận tội thay Lưu Kế Cường, vậy thì làm sao nó biết các anh đang nghi ngờ Lưu Kế Cường, một câu nói đâm trúng trọng điểm. Lục Bắc Thần biết nhưng không thể nói, chỉ khẽ đáp có lẽ nó đã quan tâm tới vụ án này từ lâu rồi. Chỉ là em không biết mà thôi. Một đáp án mơ hồ không rõ. Cố sơ nhíu mày, sao 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 hứa đồng đã ngủ một giấc rất khó chịu. Cô lớn bằng từng này nhưng chưa bao giờ chen nhau ngủ trên một chiếc sofa cùng một người đàn ông. Chuyện này nghe ra rất hoang đường nhưng phải bắt nguồn từ người xếp vô lý của cô. Cơn say tối qua thịnh thiên vĩ như một kiếp nạn, còn là một bộ phim thảm họa người thật được đầu tư sản xuất. Giàn dựng 3D ai cũng nói đàn ông uống rượu vào rất khỏe cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt tối qua không cần biết cô dãy rượu kiểu gì người này cũng nằm im vững chãi như thái sơn cánh tay vòng qua người cô trở thành gông cùm cánh tay và đôi chân nhỏ bé của cô dường như chẳng thể sử dụng chút sức nào sau đó cô cũng dãy rượu đến mệt nhoài rồi thiếp đi chỉ có điều nửa đêm có lúc cô tỉnh giấc cảm thấy khó thở trong bóng tối dường như cô đối mặt với đôi mắt của thịnh thiên vĩ đôi mắt còn sâu hơn cả đêm đen nửa người anh đè lên cô giống như đã tình lại giống như còn say khuôn mặt rất gần cô làm cô sợ hết hồn hết vía lập tức chống tay lên ngực anh thậm chí câu hỏi tổng giám đốc anh định làm gì nghe cũng run lẩy bẩy cô không thể đẩy được thịnh thiên vĩ người này sức vóc lực lưỡng cơ thể cao to dốc sức cũng chỉ có thể né khỏi mặt anh mùi rượu trên người anh dường như đã bay đi hết anh nhìn cô trong bóng tối như đang cười lại như không cười khi anh áp mặt xuống tim của hứa đồng suýt bắn ra ngoài cô chỉ nghe thấy anh nói tiểu hứa à sao tôi chưa bao giờ thấy em gọi điện cho bạn trai cả hứa đồng làm sao biết trả lời câu này vội ngọ ngoại nhưng anh đè chặt cô xuống khẽ cười nói thật lòng con người tôi thích tiền một trợ lý độc thân hơn cô không biết đáp lại ra sao anh vùi thẳng mặt vào cổ cô sau đó thì nằm im cô đẩy anh anh lại lẩm bẩm rồi ôm cô vào lòng lưng dựa sát vào ngực anh cảm giác rất kỳ lạ vì cô mơ hồ nhận ra hình như mình chạm phải thứ gì cô không đi đâu được cứ thể mở mắt chừng chừng tới khi trời gần sáng sau đó quả thực không chống đỡ nổi nữa mới nhắm mắt lại khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rõ cô không biết mình lên giường ngủ từ khi nào một chiếc giường hoàn toàn không có mùi phụ nữ lớn đến khó tin cô không xa lạ đây là giường trong phòng ngủ của thịnh thiên vĩ có mấy lần cô phải mang hợp đồng tới lôi anh dậy ép anh ký tên khi thịnh thiên vĩ xuất hiện lại anh vừa tắm xong chỉ quấn khăn tắm đi vào phòng bà vai dài rộng và trên lồng ngực vẫn còn dính nước tóc cũng ướt rượt anh đã cạo râu sạch sẽ trông tinh thần ngời ngời chỉ có điều ăn mặc không đúng mực lắm dậy rồi à anh đứng bên cạnh giường cầm khăn mặt lau đầu mỉm cười đứng nhìn cô từ trên xuống hứa đồng cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh anh không sao chứ ạ à? bây giờ cô không biết lúc nữa đêm có phải anh vẫn còn say không nhưng chỉ cần anh không nhắc cô sẽ không hỏi nhiều thịnh thiên vĩ ném khăn tắm qua một bên ghé sát người tới cười em muốn ám chỉ phương diện nào hứa đồng hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn anh tổng giám đốc tốt nhất anh nên mặc quần áo vào nhiệt độ ở đây không được như bắc kinh lạnh đấy anh mà đổ bệnh rất nhiều hợp đồng lại bị ứ động sức khỏe tôi trước nay rất tốt thịnh thiên vĩ cười xấu xa không tin em thử xem hứa đồng né tránh hơi thở của anh đi xuống giường cứng nhắc nói mong anh tự trọng câu nói ấy làm thịnh thiên vĩ bật cười hứa đồng có thể nhìn thấy chiếc gương bên cạnh đầu tóc cô hơi rối quần áo cũng sộc sạch hoàn toàn khác biệt với bộ dạng của anh đang nghĩ phải thoát thân bằng cách nào thịnh thiên vĩ liền nói trong phòng tắm đã chuẩn bị quần áo cho em thay em tắm rửa qua đi sau đó chúng ta ăn chút gì rồi xuất phát đi đâu vậy cuối tuần mà tới thảo nguyên chơi hai ngày thịnh thiên vĩ uể oải nói hứa đồng kinh ngạc một lâu sau mới nhắc nhở anh tổng giám đốc hoàng của năng lượng kiến nghiệp đã hẹn anh mấy lần rồi anh không thể lùi lại nữa có gì mà không thể lùi lại tuần sau tính thịnh thiên vĩ dường như có cảm hứng với thảo nguyên hơn anh đi tới trước vỗ nhẹ vào vai cô lều mông cổ mới dựng không tồi đâu trước đây em tới bên này toàn cùng niên bách ngạn đi bàn chuyện làm ăn ít được chơi phải không hai ngày này tôi đưa em đi chơi cho đã đời hứa đồng lại định khuyên nhủ thì thịnh thiên vĩ đã thẳng thừng nói một câu tôi đếm đến ba em lập tức đi tắm rửa nếu không tôi sẽ đích thân tắm cho em đấy hứa đồng sợ anh làm thật lập tức nghe lời sự đời thường là vậy phúc bất trùng lai họa vô đơn chí Đúng vào lúc chuyện của Cố Tư đã đạt tới điểm giới hạn rằng co. Cầm cử, thì chẳng biết Sầm Vân nghe được ở đâu tin Cố Tư tự thú. Lo lắng không yên bèn gọi điện thoại tới chỗ Cố Sơ. Lúc di động reo vang, Cố Sơ đang nằm mơ, những giấc mơ cứ lộn xộn, hỗn loạn, đan xen giữa hiện thực và hư ảo. Cô của 17 tuổi tựa một đóa hướng dương, Khoảng thời gian ngày ngày mỉm cười về phía mặt trời đó đã trở thành sự khởi đầu của những hạnh phúc một đời cô không thể thiếu. Tuy rằng hạnh phúc ngắn ngủi nhưng dẫu sao cũng đã từng có. Hơn nữa còn sánh bước cùng những đắng chát của tuổi xuân. Thanh xuân chỉ có một lần. Dù chua chát hay ngọt ngào thì những người còn chưa hoàn toàn chín chắn như họ cũng đã vô thức bước qua trong những loạn choạng. Và vấp, cố sơ mơ thấy ban nhạc của mình một ban nhạc vừa có thể hát nhạc pop cũng có thể chơi rock nặng trong mơ cô dường như có thể nhìn thấy bản thân mình hồi đại học cần mẫn như kiến dọn tổ ngoài việc học ra ngày nào cũng bận rộn chiêu binh mãi mã cho ban nhạc của mình thật ra cô chưa từng nghĩ sẽ thành lập ban nhạc sau khi bị đàn chị đà kích nặng nề cô nhếch nhác thảm hại lại tiếp tục bị lăng xong kích động cô nghe lời an ủi kiểu gì cũng thấy quái đản cuối cùng vẫn là một lời của tiêu tiếu tiêu thức tỉnh người trong mơ, nếu mái hiên nhà người khác không nhận cậu thì cậu tự xây một mái hiên là được rồi. Cô như gà trọi, dưới ánh mắt khinh bỉ và những lời đàm tiếu chế giễu của các đàn chị. Quyết tâm cắn răng chiêu mộ một báu vật, có thể bắt trước các loại âm thanh, nhạc cụ gì cũng đều thông thạo vừa biết nhảy múa vừa có thể biên tập, khả năng sáng tác cực đình, đều là con gái hơn nữa còn một điểm tương đồng cả hai người họ đều bị đội văn nghệ loại ra ngoài cô còn mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên lên lớp nhìn thấy máu cô không phải người gặp máu là ngất nhưng cũng không thể bình thản đối mặt với máu tươi cô gần như đã nôn hết hai bữa cơm sau đó đói tới nửa đêm mới bỏ dậy khỏi giường lục tung tủ đồ lên tìm đồ ăn rồi hôm sau lại nôn Tiêu Tiếu Tiếu đã nghĩ ra không ít phương pháp để chữa căn bệnh này của cô. Thầy giáo luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một thành phần cặn bã của y học. Cuối cùng vẫn phải tới lượt lục bắc thâm ra tay mạnh. Quá trình tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng đã đạt được hiệu quả. Lăng song không ngớt lời mắng cô là óng ẻo. Là vì yêu mà có dũng khí ư, cố sơ chẳng nói ra được. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy lục bắc thâm mặc chiếc áo blau trắng từ phòng thực nghiệm bước ra sự chán ghét và lo âu đối với máu để được xua đi không ít chỉ nhìn anh thôi cô đã cảm nhận được một sự an toàn sau đó chẳng biết lại xoay chuyển mấy giấc mơ nữa là gương mặt của lục bắc thần thận trọng nghiêm nghị gần như là lạnh lùng cùng mặc áo blau trắng nhưng lại ép cô cầm dao giải phẫu và dụng cụ mổ để ăn cơm cô nơm nớp sợ hãi nhưng đối diện với gương mặt lạnh của anh lại không thể không tuân theo từng dao cắt miếng thịt bò nhỏ trông có vẻ rất ngon miệng trên đĩa ra. Kết quả là máu tươi chảy đầy bàn, khắp lồng ngực đều là mùi tanh của máu. Cô muốn nôn nhưng Lục Bắc Thần ra lệnh cho cô bằng ngữ điệu cực kỳ hờ hững, "Ăn hết cho tôi." Dòng máu đỏ chảy tràn tới mép bàn, thấm vào tay áo cô. Trong dạ dày dâng lên phản ứng nhưng vẫn phải cầm chặt con dao giải phẫu. Nhưng một giây sau nhìn lại, Miếng thịt bò nhỏ trên mặt bàn chẳng biết đã biến thành đầu của tiêu tiết từ lúc nào Bầy giữa đĩa, mái tóc đen như thác đổ cứ thế kéo dài tới tận phía bàn đối diện Không phải xương đầu mà một gương mặt sờ sờ trước mắt Nhợt nhạt, phở phạc, hốc mắt, lỗ mũi và khóe miệng đều đang chảy máu Chỉ có đôi mắt là không còn nữa Máu chảy tràn từ hai lỗ hổng đó ra ngoài cô ta còn bi thiết hỏi cô cô có tư cách gì mà cướp bắc thâm của tôi cô sợ hãi tột độ vứt con dao trong tay đi lục bắc thần phía đối diện lạnh lùng nói ai cho cô ngừng tay cô là trợ lý của tôi tôi bắt cô ăn cô phải ăn cô ngước mắt lên bỗng kinh hoàng phát hiện mái tóc dài miên man của tiêu tuyết có một sợi quấn vào cổ tay lục bắc thần càng khiến cô thẳng thốt hơn là bên cạnh lục bắc thần còn có một người nữa đang ngồi cũng chiếc áo blau trắng y hệt, thậm chí là một gương mặt y như đúc, là lục bắc thâm, anh ngồi bên cạnh lục bắc thần, đau khổ nhìn cô, anh đang hỏi cô, vì sao em lại yêu anh trai của anh, câu nói này nặng tựa bàn thạch, đè xuống khiến cô không sao thở nổi, bỗng một tiếng chuông đột ngột sen vào giấc mơ, hòa trộn với khung cảnh trong mơ, rộ lên một cảm giác đau đớn, ngay sau đó cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ nỗi đau ấy còn kéo dài từ trong mơ ra tới hiện thực. Cố sơ thở hồng hộc từng hơi, giơ tay ấn lên vị trí lồng ngực để đè nén nỗi đau này. Trái tim như bị mấy sợi dây thép đồng thời tra tấn. Kéo mạnh một cái, cô ngửi thấy thoang thoảng đâu đây một mùi máu tanh, là máu của cô, di động vẫn còn đang réo không ngừng. Đồng hồ trên tường hiển thị, 12 giờ 15 đúng nửa đêm. Mơ một giấc mơ như vậy lại bị chuông điện thoại quy nhiễu vào giờ này. Quá hợp cảnh, là điện thoại của Sầm Vân. Cố sơ cảm thấy rất kinh ngạc, khi còn làm việc ở bệnh viện, giờ này di động còn kêu chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Thế nên cố sơ cũng chẳng quan tâm tới việc lau mồ hôi trên trán Vớ lấy di động nhận máy. Trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối đừng là sức khỏe của mợ có vấn đề gì giọng của sầm vân nghe rất vang chuyện của tư tư là thế nào cố sơ sợ nhất là nghe thấy câu này mở đang hỏi mọi chuyện thế nào nhưng đồng thời cũng đang ngầm ám thị rằng chuyện của tư tư mở đã biết được kha khá nói một cách khác cho dù mở không rõ tường tận nhưng ít nhất cũng biết tư tư đã xảy ra chuyện mở theo cậu gà tới quỳnh châu nhớ năm đó cậu cũng là người giỏi giang đến cậy nhờ bố cô cũng kiếm được không ít tiền mà mợ lúc ấy cũng thật sự là con gái cưng trong nhà. Tính tình hiền dịu, lương thiện, nhưng sức khỏe cậu không tốt lắm. Qua đời khi hứa đồng còn rất nhỏ, lúc đó gia đình cô cũng giúp đỡ không ít. Mợ dùng tiền của cậu mở một cửa hàng, cuộc sống cũng không quá chật vật, mà một người phải gánh vác gia đình như mợ, tính cách dần già cũng thay đổi. Mợ từ một người chưa bao giờ dám to tiếng bỗng trở thành một người phụ nữ không quát tháo thì không nói. Từ cô con gái cưng trở nên hùng hùng hổ hổ, tính tình hiền thục cũng dần trở nên tranh chua, nhưng cũng chỉ có như vậy Mợ mới có thể chống đỡ cho gia đình này. Quyết nuôi dạy Hứa Đồng, sau khi Hứa Đồng đi làm, tiền lương hàng năm dần dần tăng lên. Ông chủ cũng đối xử không tệ với chị ấy. Thế mà người mẹ lại nhiễm thói cờ bạc. Ban đầu Hứa Đồng không chú ý, cảm thấy chỉ chơi mạt chược hay tú lơ khơ gì đó có thua cũng không quá nhiều nhưng năm này qua năm ngày ngày này nối ngày kia chứng nghiện cờ bạc của mợ càng lúc càng nặng có lúc thắng được nhiều mà thua cũng ít người ngồi trên bàn bạc lâu cũng mắc một căn bệnh đó là vĩnh viễn không biết chừng mực thắng rồi vẫn còn muốn thắng tiếp thua lại càng phải gỡ lại mợ chính là người như vậy mợ chơi lâu ngày ắt sẽ kết được một số người bạn cùng chí hướng đám bạn này lại là những thành phần không bỏ qua bất cứ tin tức lề đường nào Cộng thêm thành phố Quỳnh Châu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút. Muốn giấu triệt để chuyện gì là điều hoàn toàn không thể. Thế nên, Cố Sơ không kỳ lạ chút nào với kiểu đón nhận thông tin tiểu ngạch khắp bốn phương tám hướng của mợ. Mợ, mợ đừng sốt ruột, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Cảnh sát vẫn còn đang điều tra, Cố Sơ nói với mợ. Đầu kia giọng nói càng to hơn, tôi sốt ruột, tôi sốt ruột đâu mà sốt ruột tôi chỉ cảm thấy chuyện này quá mất mặt cô bảo các cô có thể để tôi bớt lo nghĩ không có thể đừng bắt tôi đã già rồi mà còn không biết giấu mặt đi đâu không lúc tôi nghe thấy tin này tôi thực tình chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống cô chăm sóc em cô cái kiểu gì thế hả từ từ ra vào đồn công an bao nhiêu lần rồi thấy hay hớm lắm phải không vẻ vang lắm phải không mợ quả thực không ổn thì đi nghe ngóng xem sao chúng ta bỏ ít tiền ra xem có được không, cố sơ có lúc không thích nghe sầm vân nói vì đôi khi mợ nói rất khó lọt tai. Câu nào câu nấy cũng như đâm vào tim vậy, nhưng không thể không thừa nhận, nếu bỏ đi lớp vỏ ngoài xù xí, thật ra có thể nhìn thấy tấm chân tình của mợ, giống như bây giờ, rõ ràng là quan tâm tới tư tư, vậy mà vẫn nói mất thể diện, một người yêu tiền là thế. Bây giờ lại đề nghị dùng tiền để giải quyết vấn đề. Hơn nữa còn không phải vì bản thân. Kiểu người thân, xanh vỏ đỏ lòng như thế này đối với cố sơ mà nói lại càng đáng quý. Đút tiền sao được mở. Bây giờ lại càng không được. Mở yên tâm đi. Con cũng đã tới đồn công an rồi. Từ từ không sao. Nó đã tự thú rồi. Chẳng phải là đâm vào họng súng sao. Cái con bé này bị chúng ta hay sao thế hả? Tôi không tin là nó có gan giết người cô không biết đám người đó đồn thổi khó nghe đến mức nào đâu cứ như thật vậy bây giờ cảnh sát đang tìm hung thủ mà không thả ra nó được sao không phải vậy đâu ạ à, nghĩ một lúc cố sơ cảm thấy vẫn nên thành thật là hơn không sai đúng là tư tư đã tự thú nhưng lời khai của nó còn quá nhiều sơ hở đến bản thân nó còn không tự thuyết phục được mình còn đòi khiến cảnh sát tin sao thế vì sao nó đi tự thú nó tự thú thay ai mở cảnh sát sẽ điều tra ra mà mợ cứ yên tâm đi đầu kia ngừng giây lát như đang ngẫm nghĩ cô vừa nói cô tới đồn công an chẳng phải bây giờ không cho gặp tư tư sao cố sơ kinh hãi đúng là không có chuyện gì giấu được mợ hỏi như vậy chắc chắn mợ đã từng đến cửa đồn công an nhưng lại bị từ chối cô khẽ thở dài đáp vâng con đã tới gặp nó sao cô gặp được nó bởi vì cố sơ liếm môi công việc mới của con có thể tiếp xúc với tư tư cô và vị chuyên gia đó quen biết người trong đồn công an cố sơ ngẫm nghĩ rồi vâng một tiếng thế thì quá tốt rồi cô tới nói với vị chuyên gia đó xem có thể thả tư tư ra không đó là đồn công an mà con gái con đứa bị nhốt ở đó không điên thì cũng ngớ ngẩn sầm vân huyên thuyên không ngớt hay là thế này đi cô mời vị chuyên gia đó tới nhà ăn bữa cơm tôi sẽ đích thân nhờ và cậu ấy cũng được không cần ạ à, cố sơ giật này mình cái gì không cần sầm vân lại cao giọng cậu ấy đã có cách giúp cô gặp được tư tư thì nhất định có cách cứu nó ra chẳng phải cô cũng nói con bé vô tội sao cảnh sát cũng không tin nó giết người thế thì quá dễ rồi bây giờ chúng ta đâu có nhờ thả hung thủ ra anh ấy cố sơ không biết nên giải thích thế nào đừng có ấp a ấp úng nữa kiểu gì cũng phải gặp mặt tình hình của cô và vị chuyên gia đó rồi công việc tiền đồ sau này tôi cũng phải tìm hiểu rõ ràng chứ không phải chúng ta bám víu lấy người ta nhưng ít nhất cậu ấy cũng là sếp của cô mời sếp tới nhà ăn thì có làm sao sầm vân tuôn một chàng đạo lý sau đó quyết định được rồi quyết định vậy đi không nhiều lời nữa để cậu ấy quyết định thời gian gần đây luôn đi cố sơ to đầu mở như vậy không hay đâu hơn nữa con người đó không thích kiểu này lắm có ai lại đánh người đang cười tôi đã đích thân mời rồi theo phép lịch sự cậu ấy cũng phải tới chứ sầm vân sốt ruột cứ thế đi việc mời mọc dao lại cho cô không nghĩ cho cô thì cũng phải lo cho tư tư chứ cố sơ buông di động xuống mồ hôi trên trán đã khô cả nhưng trong lòng bắt đầu gõ trống dồn dập mời lục bắc thần tới nhà mở ăn cơm, mời kiểu gì đây? Cuộc điện thoại của hứa đồng tới vào ngày hôm sau, rất sớm, từ khi trời mới tờ mờ sáng, cùng là hỏi thăm chuyện của tư tư. Chỉ có điều với kinh nghiệm làm việc lâu năm đã rèn rũa cho chị ấy một đức tính trầm ổn. Tuy lo lắng nhưng không nửa đêm dựng dậy hỏi tội như sầm vân. Đối với hứa đồng, trước giờ cố sơ không giấu giếm chuyện gì bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chị ấy cả chuyện cô đã đổi công việc đương nhiên nhưng chi tiết liên quan tới vụ án của tiêu tuyết cô chọn cách bảo mật theo tính chất nghề nghiệp hứa đồng vẫn luôn lý trí nghe cố sơ nói rõ ràng là chị ấy cũng hiểu cố tư có lẽ không có gì đáng ngại nhưng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ với chuyện lục bắc thần tuyển cố sơ làm trợ lý cố sơ cũng không biết phải nói sao dẫu gì đây cũng là một nghiệt duyên dính líu tới chuyện bảy năm trời cuối cùng cô đành nói với chị ấy có lẽ là vừa ý lý lịch học tập của em chăng hứa đồng cũng chẳng nói là đã tin hay chưa ngẫm nghĩ rồi hỏi cô liệu có cần tìm người có lời với lục bắc thần một chút không dù sao cũng làm việc cùng nhau nếu nhờ người có quan hệ với lục bắc thần nói đỡ thì sau này cũng thuận buồm xuôi gió cố sơ hiểu có lời trong ý của hứa đồng thật ra không hẹn mà gặp trùng với ý của mỡ. Cô đương nhiên sẽ không để hứa đồng phải hao tâm tổn sức như vậy. Bèn nói rằng mình sẽ tự lo liệu, lại trò chuyện thêm dăm ba câu. Cuối cùng hứa đồng nhắc nhở cô rằng con người của lục bắc thần tính cách rất lạ. Dặn cô khi làm việc phải học cách quan sát sắc mặt. Những đạo lý đối nhân xử thế của người Trung Quốc luôn đa màu đa sắc. Cố sơ không biết phải mời thế nào trên thực tế cô cũng chẳng kịp nghĩ xem phải mời sao thì lục bắc thần đã đi công tác lần này anh đi có vẻ vội vàng chỉ tới lúc sắp lên máy bay mới gọi điện thoại cho cố sơ cô ngạc nhiên hỏi anh đi đâu anh thông báo rằng mình tới thiên tân đi cùng còn có la trì và các đồng nghiệp đương nhiên cô cũng không thể rảnh rang lục bắc thần đưa cho một nhóm mật khẩu để lấy hồ sơ vụ án bắt cô đọc số hồ sơ đó sau khi cúp máy, Cố Sơ nghĩ tới Thiên Tân trong lòng nghi hoặc, họ tới Thiên Tân làm gì nhỉ? Lưu Kế Cường, Thường Quân và Bạch Đông, ba nghi phạm này đâu có ai ở Thiên Tân, còn một vấn đề là La Trì cũng tới Thiên Tân. Vậy Cố Tư phải làm sao ở đồn công an? Sự thiếu hợp tác của Cố Tư khiến tất cả mọi người phải đau đầu. Cho tới tận sáng sớm hôm nay, các thành viên trong tổ La Trì nhận được điện thoại thông báo của anh ấy bảo tổ viên không cần thẩm vấn cố tư nhiều nữa thế nên khi cố tư được dẫn tới phòng thẩm vấn một lần nữa trước mặt chỉ bày một hộp cơm ngon lành có người trông cố tư bảo con bé ăn cơm cố tư ít nhiều có phần hồ nghi nhưng cũng không hỏi gì nhiều cho tới khi ăn cơm xong người ấy đi rồi nó mới càng cảm thấy không bình thường sau khi ở trong phòng thẩm vấn khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa thì người đó trở vào rót cho nó một cốc nước. lúc ấy cố Tư không nhịn được mới hỏi là chỉ đâu? vì sao hôm nay không phải là anh ấy? người kia không trả lời nó, chỉ nói rằng công việc thẩm vấn nó đã kết thúc rồi. cố Tư siết chặt ly nước rất lâu mới lẩm bẩm tôi muốn biết các anh thật sự không còn nghi ngờ Lưu Kế Cường nữa sao? người đó chỉ cười cười, không đáp, chớp mắt một tuần đã trôi qua. Quỳnh Châu bước vào tháng 6. Tiết trời càng thêm oi ả, à vào một buổi tối thứ sáu. Cố tư bỗng nhiên trở về nhà. Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy nó. Khóe mắt cố sơ suýt đỏ ửng. Cố tư còn chưa kịp cởi giày đã lập tức ôm chầm lấy cố sơ. Ngày sau đó ỏa lên khóc nức nở. Gần như là gào khóc. Cố sơ không nói gì cả. Cứ thế ôm chặt nó. Để mặc cho nước mắt của nó thấm ướt vạt áo cô. Cố Sơ hiểu nước mắt của Cố Tư, một cô nhóc mới 20 tuổi, thật ra tâm lý thực sự không chịu nổi những biến cố quá lớn. Cuối cùng Cố Tư cũng khóc đến mệt nhoài, hoặc có thể khi đã dốc hết những ấm ức trong lòng ra bỗng mất đi sức mạnh chống đỡ cơ thể. Khóc xong, nó không còn sức nữa. Trước khi đi ngủ, Cố Tư nắm tay Cố Sơ hỏi, "Chị có phải chị thất vọng về em lắm không?" Cố Sơ lắc đầu, Siết chặt tay nó và nói em về là tốt rồi. Trên đời này còn có chuyện gì vui hơn người thân được đoàn tụ đây, không có nữa. Mí mắt Cố Tư đã díp cả vào. Miệng còn lẩm bẩm, em có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nên nói thế nào. Cố Sơ vỗ nhẹ nhàng lên đầu nó, thì thầm, bây giờ không cần phải nói gì cả, em cứ từ từ nghĩ. Khi nào nghĩ kỹ rồi thì kể cho chị. Ngủ đi cố tư nhắm chặt hai mắt lại chẳng mấy chốc đã thiếp đi cô vặn nhỏ ngọn đèn đầu giường đi gương mặt cố tư chìm trong bóng tối nó ngủ rất say không hề mơ mộng đây là nhà cô nơi nào có nhà sẽ có cảm giác yên lòng sẽ cảm thấy an toàn cố sơ ngồi mãi bên giường nhìn con bé nhìn mãi nhìn mãi hốc mắt chợt ửng đỏ nhưng chẳng mấy chốc cô đã ngậm nước mắt mỉm cười lúc trước khi cố tư ở trong đồn công an cô chỉ muốn lập tức dốc hết sức để làm rõ xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào nhưng bây giờ cố tư đã an toàn quay trở về cô bỗng không vội tìm hiểu tâm tư của con bé nữa nó lớn rồi nên có những tâm sự của riêng mình có những chuyện lúc trước còn rầm rộ sôi nổi thậm chí từng nghĩ tới hậu quả xấu nhất nhưng sau này trở về với thanh thản mới nhận ra sự tình cũng không tệ đến mức ấy nằm trên giường cố sơ lại mất ngủ bàn tay cứ cầm chặt di động trần chữ mãi không ấn xuống số điện thoại mang ba chữ lục bắc thần lần này cố tư được bình an cô biết lục bắc thần ở trong đã giúp đỡ không ít giống như anh nói công việc của anh đã hoàn thành rồi vụ án của tiêu tuyết phá thế nào ai là hung thủ khi nào thì phá án đều không phải phạm vi công việc của anh lần này anh đi thiên tân chắc chắn là để giúp La Chi. Cố sơ càng nghĩ vậy càng cảm thấy áy náy. Nhưng phần nhiều là sau khi mừng rỡ vì cố tư đã trở về. Người đầu tiên cô nhớ tới lại là Lục Bắc Thần. Đắn đo rất lâu, cô lại ngước mắt lên nhìn giờ. Đã sắp một rưỡi sáng rồi. Giờ này mà còn gọi điện chắc chắn là không hay. Cô lấy số của anh ra. Gửi một tin nhắn, cố tư đã bình an trở về rồi cảm ơn anh chúc anh ở thiên tân mọi việc suôn sẻ đánh xong dòng chữ ấy cố sơ lại cân nhắc rất lâu cảm thấy câu cuối cùng hơi kỳ lạ cô xóa đi đánh lại cố tư đã quay về rồi cảm ơn anh cũng nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi tới la trì nữa sau đó gửi đi ánh trăng tràn ngập căn phòng để lại từng mảng sáng kim đồng hồ trên tường đang nhảy nhót nghe rất rõ ràng chẳng mấy chốc di động sáng lên cô vớ lấy là tin nhắn trả lời của lục bắc thần được tôi biết rồi quả nhiên vẫn là giọng điệu kiêu căng ngạo mạn không ai bì nổi dường như cô nhìn thấy ánh mắt luôn luôn nhìn xuống của anh như thần linh thương xót con người trần thế vậy nhưng đầu ngón tay có vẻ không mấy nghe lời nhanh chóng đánh một hàng chữ muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ sao tới lúc tỉnh lại thì đã gửi đi mất rồi Cố sơ chỉ muốn chặt tay mình ngay lập tức. Hơn một phút sau, di động mới lại sáng. Cô cầm lên, anh trả lời, ừm, ừm, trả lời bằng chữ này đúng là thờ ơ, cố sơ hơi bực bội trong lòng. Nhìn chữ ấy rất lâu, cắn môi rồi lại đánh nhanh một hàng chữ khác, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon, sau khi gửi đi, cô liền vứt di động lên tủ đầu giường, vùi đầu vào trong chăn, nghĩ bụng lát nữa anh ta mà có nhắn lại có chết cũng không xem. Mặc kệ anh ta, ai ngờ đã hai, ba phút trôi qua rồi, di động vẫn im ắng. Thỏ đầu ra ngoài ngẫm nghĩ. Cố sơ lại lấy di động lên. Mở ra xem, đúng là không nhắn lại nữa. Bụng dạ bí bách, cô để di động bên cạnh gối. Rồi lại đợi thêm một lúc. Từ đầu tới cuối, chiếc di động vẫn như một người câm. Cố sơ bỗng dưng cảm thấy giận dỗi. Trần chọc mãi, lúc sau cô bỗng nghĩ. Mình điên rồi sao? Sao có thể bị một tin nhắn làm ảnh hưởng tới tâm trạng chứ? Nghĩ vậy, cô quay đầu tắt thẳng di động. Hôm sau, bầu trời âm u, lúc Cố Sơ tỉnh dậy thì Cố Tư đã không còn ở nhà nữa. Chỉ để lại một mẩu giấy nhớ trên bàn uống nước chỉ: "Em nhất định phải tới nói chuyện với Lưu Kế Cường. Khi nào về em sẽ giải thích với chị." Đặt mẩu giấy xuống, Cố Sơ ngồi xuống sofa thở dài. Lưu kế cường, cô hoàn toàn không ưa gã ấy nhưng một số chuyện bắt buộc phải để tư tư tự giải quyết. Ví dụ như chuyện tình yêu có vẻ không chuẩn mực này của nó. Mở di động lên, kéo rèm ra, bầu trời hơn 9 giờ sáng mà vẫn như 4, 5 giờ vậy, mặt trời trở thành một chấm trắng lơ lửng trên cao. Cố sơ ngẩng đầu nhìn lên chấm trắng đó, nhớ tới đôi mắt trắng dã của cá chết, có tiếng rung ù ù bên tai là di động của cô. Cô cầm lên nhìn, là Lục Bắc Thần, sau khi nhận máy, giọng điệu của Lục Bắc Thần có vẻ rất không thiện cảm, em làm sao thế hả? Cô làm sao? Cô mơ màng á, một tiếng. Tới khách sạn, lên phòng tôi, khẩu khí đầu kia di động ngang ngược đến nỗi khiến người ta giận sôi lên. Sau đó, cúp máy, Cố Sơ ngoại trừ tiếng á ấy ra thì chẳng còn cơ hội nói thêm dù chỉ một chữ. Cô chớp chớp mắt một lúc mới hoàn hồn trở lại. Kiểm tra di động mới bằng hoàng nhận ra có 5 cuộc gọi nhỡ của lục bắc thần cùng một tin nhắn, gọi điện lại, ba chữ cùng một dấu chấm than to đùng đủ để hình dung ra cơn giận của anh sắp sửa bùng nổ. Cô lật lại xem, cuộc gọi sớm nhất hiện thị lúc 6 giờ sáng. Cố sơ cảm thấy hơi oan ức. Cô chỉ tắt máy thôi mà, ra khỏi nhà. Trời bắt đầu mưa, giả dích rơi xuống mi mắt như những giọt lệ. Cố Sơ làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút, phi tới khách sạn trong vòng 10 phút, vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy giám đốc bộ phận phòng đang mắng một nhân viên. Nhìn khá lạ, có lẽ là mới tới. Sau khi nhìn thấy Cố Sơ, giám đốc đuổi nhân viên kia đi trước, rồi đi về phía cô khá nhiệt tình, "Em quay lại làm việc à?" Câu hỏi ấy làm Cố Sơ ngượng ngập. Vội vàng giải thích là không phải. Giám đốc nghe xong có chút thất vọng thở dài bây giờ muốn tuyển một nhân viên đáng tin cậy quả là khó khăn cái đứa vừa rồi đã bị giáo sư lục đuổi thẳng ra ngoài đấy cố sơ nghe xong lập tức to đầu sao lại dính dáng tới cả lục bắc thần giáo sư lục vừa về phòng là hình như liên tục gọi điện thoại con bé này cũng không biết để ý ra sức ấn chuông cửa đòi vào dọn phòng kết quả là bị giáo sư lục mắng cho một trận té tắt giám đốc giải thích cố sơ cuộn chặt tay lại toi rồi, xem ra chuyến đi này không thu hoạch được nhiều, nếu không sao lại trở thành một cái đầu sư tử, bảo mắng người ta là mắng ngay chứ. Tâm trạng cô bắt đầu hỗn loạn, lúc nói chuyện với giám đốc cũng hoang mang, bất an, cuối cùng, giám đốc ngớ ra, mới hỏi em không tới làm việc, vậy em tới để em tới làm việc mà Cố Sơ bấm bụng trả lời, là làm việc cho giáo sư Lục. Giám đốc sững sờ, khi Lục Bắc Thần mở cửa ra, sắc mặt quả thực hơi khó coi hơi hốc hác hơi nhợt nhạt trong đôi mắt hiện đầy những tia máu đỏ chiếc sơ mi đen trên người hơi sộc sạch có mấy chiếc cúc mở bung ra trên cổ còn đeo cà vạt nhờ có thứ ánh sáng không quá trói lọi cố sơ nhìn thấy những sợi dâu lún phún trên cằm anh trái tim chợt thắt lại anh nghiêng người để cô đi vào cửa vừa đóng lại anh liền buông một câu sau này không được phép tắt di động Cố sơ cảm nhận được rõ ràng bầu không khí bất ổn. Ngoan ngoãn, ồ, một tiếng. Có lẽ lục bắc thần không ngờ cô lại nghe lời như vậy. Một chữ, ồ, khẽ khàng. Ngoan hiền như một chú dê. Những đường nét cứng ngắc trên gương mặt có phần dịu dàng hơn. Anh ngồi xuống sofa, tháo cả vạt trên cổ xuống. Ném qua một bên, hai cánh tay đặt lên đùi. Cả cơ thể hơi đổ về phía trước. Nhìn cô và nói, "Em là trợ lý của tôi, di động phải mở 24 phần 24." Giống như lời giải thích, có thể thấy từ thái độ có phần đã trầm xuống của anh. Cố Sơ khẽ gật đầu. "Không giải thích điều gì?" Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, thấy cô cứ cúi gằm bèn nhíu mày, "Em lại đây." Cố Sơ dự cảm được mây đen đang vần vũ trên đỉnh đầu. Thận trọng tiến lên hai bước, Lục Bắc Thần bất mãn, "Cách xa tôi thế làm gì? Đúng là không hay thật." đi tới trước mặt anh thế đủ gần rồi chứ ai ngờ anh cô ngồi thẳng xuống đâm sầm vào người anh trên đỉnh đầu là tiếng gầm bực bội tôi còn ăn thịt được em hay sao cố sơ chỉ cảm thấy đôi tay ầm ầm vang vọng nếu là bình thường có thể cô sẽ phẫn nộ nhưng vừa nghĩ tới cố tư đã trở về tất cả giận dữ đều không thể bộc phát được nữa cô cười trừ nói là lỗi của tôi tôi không nên tắt máy cũng không nên đứng xa anh như vậy Lục bác thần vẫn còn đang nhìn cô chăm chú. Cô cười rạng rỡ giơ tay, dè giặt xoa lên ngực anh, giáo sư lục đại nhân rộng lượng. Đừng giận nhá, sự bực tức trong ánh mắt lục bác thần rõ ràng đã tan đi. À, cố sơ nép bên cạnh anh như chú gà con mới nở. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ tới thiên tân vì vụ án sao, lục bác thần ừm một tiếng. Sự hiếu kỳ của cố sơ lại tăng vọt. Cô hỏi, vì sao phải tới thiên tân vậy? kết quả thế nào rồi, lục bắc thần dựa vào ghế sofa không trả lời. Chỉ nhìn cô, cô bị anh nhìn đến nỗi cả người trở nên thiếu tự nhiên. Sờ sờ mặt, hắn giọng hỏi, sao thế, vì sao lại tắt máy? Anh thấp giọng hỏi, cố sơ há hốc miệng. Một lúc sau mới đáp tại di động hết pin, sao cô lại cảm thấy chuyện cô tắt di động mới là ngòi nổ trực tiếp nhỉ, lục bác thần nhướng mày. Cố sơ cắn môi không nói nữa, cô phải giải thích thế nào đây lẽ nào lại nói thật với anh đùa sao đến bản thân cô còn chẳng rõ tối qua mình bị trúng gió gì nữa nhưng đây là chuyện nhỏ cô cảm thấy lục bắc thần phản ứng hơi thái quá rồi cô bèn chuyển đề tài vụ án gặp khó khăn sao phá án rồi lục bắc thần hờ hững nói một câu rồi đứng dậy ờ phá án rồi cố sơ thờ ơ lặp lại nhưng ngay sau đó chợt ngớ ra đứng bật dậy, giọng nói cao hẳn lên, hả? Phá án rồi, em là máy lặp lại à? Lục bác thần trông vô cùng bình thản. Mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ. Cố sơ mặc kệ lời chế giễu của anh. Dảo bước tới trước, có phải đã tìm thấy hung thủ rồi không? Ngày xưa em không học môn ngữ văn tử tế phải không? Lục bác thần quay người. Chỉ vào hành lý thu dọn giúp tôi. Cố sơ liếc nhìn chiếc vali. Đồ đạc bên trong bị lật tung ra lộn xộn, ngổn ngang, rồi lại nhìn khắp phòng, không có dấu hiệu của việc dọn dẹp. "Để tôi gọi phục vụ phòng, em là trợ lý của tôi." "Gọi phục vụ phòng gì chứ?" Lục Bắc Thần chọn một bộ quần áo sạch sẽ, buông một câu chẳng chút khách khí. Cố Sơ trợn tròn mắt, anh cũng nói đấy thôi. "Tôi chỉ là trợ lý của anh." "Thế nào gọi là trợ lý?" Lục Bắc Thần đứng tựa vào cửa phòng tắm. "Hỏi cô Cố sơ hơi nghẹn lời, "Là trong công việc em." "Với tư cách là trợ lý của tôi, không những phải mở di động 24 phần 24 mà gọi lúc nào phải có mặt lúc đó. Bất luận sáng sớm hay tối muộn, từ công việc cho tới sinh hoạt, em cũng phải chịu trách nhiệm sắp xếp." Lục Bắc Thần nhìn xung quanh, "Lần sau còn để tôi ở trong cái hoàn cảnh này. Đừng trách tôi sẽ trừ tiền thưởng của em thật." Dứt lời, anh đi vào phòng tắm chẳng mấy chốc đã có tiếng vòi hoa sen cố sơ đứng được ngoài cửa phòng tắm rất lâu mới tỉnh lại rồi bắt đầu đập cửa rầm rầm tiếng nước ngừng lại lục bắc thần quấn khăn tắm mở cửa ra cau mày nhìn cô ánh sáng phòng tắm màu vàng nhạt hắt lên lồng ngực anh như mạ một lớp vàng cô bỗng chốc đỏ mặt cúi gằm nhưng vẫn không quên thanh minh cho bản thân trên hợp đồng không quy định tôi còn phải làm trợ lý sinh hoạt Lục bác thần nhìn cô, nhấn mạnh từng từ, điều 23 phần phạm vi công việc trong hợp đồng có quy định em phải phục tùng tất cả mọi sắp xếp của tôi vô điều kiện. Chú ý, là tất cả mọi sắp xếp. Câu chữ trên hợp đồng không nói là tất cả mọi sắp xếp về mặt công việc. Á, à, lục bác thần lại đóng cửa lại. Tiếng nước tiếp tục chảy. Cố sơ đứng đờ đẫn ở chỗ cũ. Chuyện gì thế này, trong hợp đồng có câu này ư? mà kể cả có câu này đi chăng nữa sao câu này nhìn thế nào cũng giống một quy định chính thống ai nghĩ được anh ta lại giản xảo đến mức này sinh hoạt thì sinh hoạt vậy nhưng việc quan trọng của cô vẫn là công việc chợt nhớ tới vụ án anh vừa nhắc tới nhiệt huyết của cô lại bùng lên tiếp tục đập cửa rầm rầm tiếng nước rất lâu sau mới ngừng lại lục bắc thần lại ra ngoài lần nữa dưới cằm vẫn còn dính nước cạo dâu khăn tắm thắt ở hông. Đường nhân ngư thoáng ẩn thoáng hiện. Tôi muốn biết hung thủ là ai. Vụ án hoàn toàn kết thúc rồi sao? Lần này, cố sơ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào nửa người trần của anh. Nếu vụ án đã phá xong rồi thì cơn giận của anh thật vô lý vô cớ. Lục bắc thần không nói gì. Cúi xuống nhìn cô, những bọt xà phòng trắng dính đầy cằm tuy có hơi khôi hài nhưng ánh mắt anh cực kỳ nghiêm nghị. Cố sơ có muốn cười cũng không dám. Cô rụt cổ lại, lẩm bẩm tôi tò mò thôi mà. Một giây sau, cô cảm thấy cánh tay bị anh kéo mạnh một cái. Ngay sau đó bị lôi vào phòng tắm. Tiếng hét thảng thốt của cô vang lên cùng với tiếng sập cửa. Eo trống lên la bô, đằng sau là gương, đối diện cũng là gương. Liếc mắt là có thể nhìn thấy sống lưng rắn giỏi của lục bắc thần trong gương. Còn cả vết sẹo như hình con rết ấy nữa. Anh làm gì vậy? Cô chống tay lên trước ngực anh. Lục bác thần vòng một tay bao trọn lấy cô. Cười khẽ tôi thấy em có quá nhiều câu hỏi. Thế này đi, chúng ta vừa tắm vừa thảo luận về vụ án. Làm cố sơ sợ đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên. Vội vàng dãy rùa đẩy anh ra. Nhưng anh càng thu chặt cánh tay. Nước trên lồng ngực thấm ướt vạt áo cô. Những đường nét bên trong mơ hồ hiện lên. Mặt cô càng lúc càng đỏ sốt sáng nói mau thả tôi ra chẳng phải em tò mò sao lục bắc thần cười ghé sát mặt về phía cô em còn tò mò gì nữa không 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 bây giờ tôi không tò mò nữa rồi đã nhìn thấy gì đâu sao lại hết tò mò rồi anh trêu chọc tim cố sơ đập thình thịch càng cúi gầm tợn không dám nhìn anh anh hạ thấp giọng nghe rất say đắm nhưng tôi lại rất tò mò về em làm sao đây ơ cô ngước lên nhìn anh vẻ khó hiểu không hề nghĩ rằng đôi mắt anh như hai ngọn lửa rực sáng đáng sợ cũng lại thâm sâu vô cùng anh càng cười nụ cười tan vào trong ánh mắt như trong đó đang giam cầm một con thú cố sơ bất chợt hiểu ra ý trong lời nói của anh vừa sốt ruột vừa gấp gáp ra sức đẩy anh thật mạnh nhưng cô quá sốt ruột vô tình kéo khăn tắm của anh khi khăn tắm rơi xuống đất cả hai đều ngẩn người giây lát hồ hấp của cố sơ càng lúc càng dồn dập một tiếng hét kinh hãi hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh cô thề cô không cố ý cũng thề rằng cô tuyệt đối không có ý nhìn trộm một giây sau cô xông ra phía cửa không biết là không còn mặt mũi nhìn anh hay thấy xấu hổ với chính mình một cơn sóng dữ cứ thế ập tới trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu đựng nổi nữa phải rời đi cô phải rời đi Ngón tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì cô nghe thấy lục bắc thần ở đằng sau chậm rãi nói, không được rời khỏi phòng nửa bước. Cố sơ loạn choạng, vội vàng rời khỏi phòng tắm. Cánh cửa đóng lại, lục bắc thần bật cười khó xử. Nhặt khăn tắm lên, ném vào trong giỏ đựng đồ ở bên cạnh. Trong phòng khách, cố sơ lấy tay làm quạt. Phe phẩy không ngừng, không cần soi gương cũng biết mặt cô đỏ đến mức nào. Giờ đã cảm thấy nóng bừng bừng rồi như bị lửa đốt vậy. Trong lòng này sinh như suy nghĩ, đầu óc toàn hiện lên bóng hình lục bắc thần dưới ánh sáng. Lại có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, không ngừng gặm cắn cõi lòng. Cô càng lúc càng hoảng loạn. Làm sao đây, liệu có khi nào anh nghĩ rằng cô cố tình giật khăn tắm ra? Cố sơ rất sầu não, ôm gối ngồi lên sofa, nhưng chớp mắt trong đầu lại hiện về cảnh tượng không nên nhìn thấy đúng là hành hạ con người ta. Cô dứt khoát đi dọn dẹp phòng. Tốc độ cực nhanh, không đi được thì phải đối mặt thôi. Cô mở vali ra, lấy từng bộ quần áo bên trong treo lên tử tế. Bộ nào cảm thấy bẩn thì kiểm tra các túi một lượt xem có đồ gì không. Định sẽ mang tới cho nhân viên giặt là. Lục bác thần mang không nhiều quần áo. Hai chiếc áo vest, còn lại đều là sơ mi. Quần dài. Trong đó có một chiếc áo vest túi có vẻ cộm lên. Cố sơ móc thứ bên trong ra xem. Là một chiếc hộp rất đẹp bằng nhung màu đen. Bên trên không có logo của bất kỳ thương hiệu nào. Thứ gì đây, cô nhẹ nhàng mở ra. Hóa ra là một chiếc nhẫn. Không hiểu sao, lòng cô bỗng chua xót. Chiếc nhẫn này anh định tặng cho ai? Lâm ra duyệt cố sơ định đóng lại. Bỗng cảm thấy hình ảnh này quen quen. Bèn quan sát tỉ mỉ một chút rồi chợt ngẩn người, không phải nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới. Trên chiếc nhẫn là hình hoa ngọc lan, có những viên đá xanh lục vụn để thiết kế cành hoa. Còn đóa hoa vô cùng tinh xảo đang hé nở được khắc bằng ngọc trắng trơn nhẵn. Có lẽ vẫn là đặt làm, nếu không cô nhất định sẽ biết thương hiệu nào bán kiểu dáng này trên thị trường. Bên trong hộp nhẫn còn có một tấm thiếp nhỏ xíu. Cô mở ra, một dòng chữ mạ vàng, không được lờ đi đeo vào một dòng chữ rất lãng mạn một mệnh lệnh đầy tình cảm trái tim cố sơ lại đập nhanh tặng cho cô sao cô có dự cảm là tặng cho cô nhưng đồng thời cũng sợ rằng không phải đang mải nghĩ thì trong phòng tắm không thấy tiếng động nữa cố sơ nhất thời luống cuống vô thức nhét hộp nhẫn vào trong túi mình đặt quần áo qua một bên một giây sau cánh cửa phòng tắm đã bật mở lục bắc thần từ trong phòng tắm đi ra thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái nhíu mày kéo rèm cửa vào sao phải kéo rèm cửa cố sơ phản xạ vô thức lục bắc thần đi tới trước cửa sổ ngủ bù sau đó anh ngừng lại nhìn cô em nghĩ tôi định làm gì cố sơ đỏ mặt lập tức bước lên tre rèm cửa hôm nay đâu có nắng không quen lục bắc thần đi vào phòng ngủ dựa thẳng vào giường cố sơ đi vào theo hỏi ý vậy tôi có thể ra về được chưa lục bắc thần ném gối qua một bên ngoắc tay về phía cô trái tim cố sơ chợt rung rinh dáng vẻ của anh khi ngoắc tay giống hệt bắc thâm lại đây anh nhẫn nại ra lệnh đầu óc cô trống rỗng trong khoảnh khắc nhưng rất nhanh lại bùng nổ cảnh tượng trong phòng tắm bỗng chốc mồm miệng khô khốc cô dè dặt bước tới anh đưa tay kéo cô ngồi xuống tiện đà nằm xuống theo gối đầu lên chân cô thở dài cực kỳ dễ chịu cố sơ cứ ngồi đờ ra ở một bên giường cúi đầu nhìn lục bắc thần một lúc sau mới lên tiếng anh như vậy không thoải mái lắm thì phải rất thoải mái lục bắc thần vô tâm ngắt ngay ý định rời đi của cô cố sơ liếm môi không biết nên nói gì lục bắc thần xuôi theo một cánh tay của cô nhìn xuống bàn tay nhíu mày rồi lại nắm lấy tay còn lại ngón tay vẫn trống trơn. Anh từ tốn hỏi một câu, nhẫn đâu, cố sơ hoảng hốt. Gượng gạo hỏi, nhẫn nào cơ, lục bác thần ngước mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt ấy cực kỳ sắc bén, như một con dao nhỏ đâm thẳng vào trái tim cô. Cô trột giả, ngón tay run lên, cũng may di động rung lên đúng lúc ấy. Cô vội vàng che giấu sự run rẩy, nhân cơ hội ấy rút di động trong túi ra. Vừa nhìn, hóa ra là tin nhắn của mợ nói chuyện với sếp của cô chưa đã mấy ngày rồi không có gì không mở lời được hết cứ bảo là tôi muốn mời cậu ấy tới nhà ăn cơm cố sơ lại ngập tràn áp lực liếc mắt qua thấy lục bắc thần vẫn còn nhìn cô chăm chú là tin nhắn của cố tư nó muốn cảm ơn anh bị anh nhìn đến hoảng sợ lại lo anh phát hiện ra cô nói dối cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi ai ngờ vì quá căng thẳng đút được di động vào rút tay ra thì hộp nhẫn cũng lăn ra theo đúng lúc dừng dưới mi mắt lúc bắc thần lục bắc thần cười cô lại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống anh hắn giọng giơ tay về phía cô điệu bộ ung dung đáng ghét cố sơ cũng biết không giấu được nữa đành đưa hộp nhẫn cho anh anh đón lấy mở nắp ra lấy chiếc nhẫn ra rồi nhân tiện đeo vào tay cô cố sơ kinh ngạc vội vàng định rút tay về nhưng bị anh nắm chặt. Khẽ nói, yên nào, cô đờ người. Nhẫn được lục bắc thần đeo vào ngón tay cô. Không phải ngón áp út mà là ngón giữa. Chiếc nhẫn hình tròn vừa vặn. Không lỏng không chặt, không lệch một ly. Viên ngọc màu lục như hạt đậu điểm suyết cho ngón tay. Còn cả đóa ngọc lan trắng mút nữa. Mềm mại như thật sự nở ra từ giữa ngón tay vậy. Lục bắc thần dường như rất hài lòng. Nắm tay cô nhìn rất lâu sau đó hỏi cô có thích không cô thích thích ngọc lan thích tất cả những thứ liên quan tới ngọc lan giống như bánh gato của anh sợi dây chuyền của anh còn cả chiếc nhẫn này nữa nhưng mà tôi không thể nhận lục bắc thần bật cười tôi mua cho em vì sao không thể nhận chính vì anh mua đấy câu nói này lơ lửng trong cổ họng cố sơ cuối cùng cũng không thể thốt ra cô lúc nào cũng phải cảnh giác một sự thật anh là anh trai bắc thâm vì chính vào lúc nãy khi anh đeo nhẫn cho cô cô lại nhớ tới bắc thâm khoảnh khắc này anh trong mắt cô chính là bắc thâm quá sang trọng tìm một cái cớ không hợp lý cho lắm ngón tay của lục bắc thần đan vào ngón tay đeo nhẫn của cô kéo xuống tận ngực rồi nói sau này tôi tặng em thứ gì em đều phải nhận một cách thoải mái sau này trái tim cố sơ run lên rồi chợt nhớ tới một vấn đề Người đàn ông trước mặt này dường như đặc biệt thích tặng đồ cho cô. Anh coi cô là loại phụ nữ gì rồi? Cô cúi đầu nhìn anh. Anh đã nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa rậm, cũng giống như lông mày vậy. Cầm được cạo râu sạch sẽ, còn có một mùi nước cạo râu nhàn nhạt. Anh vừa tắm xong, trên người đã bớt mùi thuốc diệt khuẩn, có thêm mùi xà phòng tắm gần gũi. Thân thiện, cô nhìn mãi, nhìn mãi, bi thương chợt dâng lên anh như thế này thật sự là không khác bắc thâm một chút nào cả cô liếc đi chỗ khác ép mình không được nhìn anh cô biết anh chưa ngủ từ việc anh ra sức nắm ngón tay cô là có thể cảm nhận được một lát sau cố sơ hỏi tôi có thể biết hung thủ là ai không cô tưởng anh sẽ giả vờ ngủ không trả lời ai ngờ anh lẩm bẩm một cái tên bạch đông bạch đông cố sơ bàng hoàng thật sự là hắn ta ư đừng có giật thon thót Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn biết tình hình. Sớm muộn em cũng biết thôi. Gấp cái gì, Lục Bắc Thần lại xích gần cô hơn. Cả người cô căng ra. Anh rõ ràng là không muốn bàn chuyện vụ án. Cô cũng không hỏi rõ ngọn ngành nữa. Nhưng vấn đề là, anh thật sự cứ thế gối lên chân cô ngủ sao? Cô khẽ đẩy vai anh, đưa ra một đề nghị hợp lý, "Để tôi lấy gối cho anh." "Ngồi yên." Lục Bắc Thần nhíu mày. Cô không dám động đậy nữa, xem ra gã này đúng là định dính vào chân cô thật. Cô dựa người lên đầu giường, thầm thở dài, từng giây từng phút trôi qua, căn phòng trở nên yên ắng. Vào lúc cô ngỡ rằng Lục Bắc Thần đã say ngủ rồi, anh bỗng lên tiếng, hỏi một câu với giọng rất thấp, rất thấp, có nhớ tôi không? Cố Sơ giật mình, cúi đầu nhìn anh, anh không mở mắt, cũng không buông tay cô ra khiến cố sơ tưởng đó chỉ là một câu nói mê cô không thể trả lời thật ra cô đang không ngừng nói với bản thân mình người đàn ông này là cấp trên của cô chỉ vậy mà thôi lục bắc thần từ đầu tới cuối vẫn không mở mắt một lúc sau anh kéo tay cô tới bên môi dịu dàng nói tôi nhớ em dứt lời anh mở mắt ra nhắm chuẩn xác vào sự hoảng loạn của cô cố sơ như một bức tượng toàn thân chỉ một cảm xúc căng cứng đó chính là bối rối anh không nói mê vào giây phút anh mở mắt dường như cô thật sự cảm nhận được điều gì đó sâu trong tâm hồn anh lục bắc thần cười không được phép tháo nhẫn ra nghe rõ không tâm trạng cố sơ bị quấy nhiễu bỗng chốc ngẩn ngơ chỉ còn nước lặng lẽ gật đầu nụ cười của lục bắc thần càng thêm đậm gương mặt thoải mái vùi vào một vị trí gần bụng cô lẩm bẩm đừng đi anh nhắm mắt lần này hình như định thiếp đi thật. Nhưng câu nói, đừng đi, của anh lại đâm mạnh vào trái tim cô. Cứ thế thấm vào mạch máu. Về sau, cố sơ mới hiểu vì sao sau khi từ thiên tân trở về. Lục bắc thần lại mệt đến vậy. Thì ra la trì trong lúc theo dõi Lưu Kế Cường cũng đồng thời âm thầm để mắt tới Bạch Đông. Chỉ có điều với Lưu Kế Cường là một cách công khai. Với Bạch Đông là lén lút. Bản thân Bạch Đông cũng buông lỏng cảnh giác đi một mạch tới Thiên Tân là chỉ dẫn theo các anh em bám theo suốt dọc đường cùng Lục Bắc Thần theo dõi động tĩnh của Bạch Đông. Lục Bắc Thần trước đó đã có quan hệ với cảnh sát Thiên Tân, hai bên đã triển khai hành động truy bắt lớn, họ không nghỉ ngơi theo dõi gần một tuần trời. Cuối cùng là chỉ cũng lần tới được hang ổ của Bạch Đông, tóm được công cụ gây án tại chỗ quần áo và găng tay có vết máu đã bị bạch đông tiêu hủy từ lâu nhưng kéo tỉa cây với kích cỡ lớn thì không thể xử lý trong một thời gian ngắn bạch đông đã giấu tại một căn nhà cũ ở thiên tân không ngờ lại bị cảnh sát theo dõi quá trình phá án cố sơ không được biết rõ nhưng quá trình bạch đông gây án thì cô hiểu rõ cuối cùng lục bắc thần cũng nhớ ra thân phận trợ lý của cô sau khi kiểm tra những tài liệu anh dặn cô ghi nhớ một tuần trước cuối cùng anh đã mở lời, vàng ngọc. Ba tháng trước Bạch Đông đã theo dõi tiêu tuyết. Hơn nữa còn đồng thời ăn cắp một lô propranolone từ chỗ lưu kế cường. Khi tiêu tuyết bị hại, Bạch Đông từng cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho phía cảnh sát. Chứng cứ đó tới từ hình ảnh trong CCTV tại bãi đậu xe. Về sau theo như la trì điều tra, đoạn băng hình ảnh đó đã từng bị kẻ khác dở trò. Có dấu hiệu bóp méo về mặt thời gian mà thực tế là bạch đông đã bắt cóc tiêu tuyết còn giết hại lúc nói những lời này lục bắc thần đang chậm rãi uống cà phê sau khi ngủ một giấc no say anh đưa ra yêu cầu muốn uống cà phê trên đường du lịch cố sơ thực sự không hiểu nổi trong khách sạn có loại cà phê ngon hơn đường du lịch sao anh cứ nhất quyết phải tới đây hành hạ đầu lưỡi của mình thậm chí anh còn gọi một cốc blue mountain cố sơ không thể không nhắc nhở anh blue mountain ở đây đa phần đều là nhái uống gì không quan trọng anh chỉ nói một câu có vẻ sâu xa như vậy ở đường du lịch con đường trước nay tạo cho người dân những quãng thời gian thành thơi lục bắc thần lại đang phân tích cho cô một vụ án giết người làm chấn động toàn thành phố có ai ngờ được dưới một chiếc ô trắng một người đàn ông cao lớn với chiếc áo phông rộng rãi thoải mái mặc quần áo đeo kính dâm lười biếng dựa vào ghế lại đang tường thuật một đề tài ghê rợn đến thế. Buổi chiều không nhiều khách du lịch nhưng anh vẫn chỉ cần một gương mặt hơi nghiêng góc cạnh. Tuấn Tú là đã có thể thu hút sự chú ý của không ít thiếu nữ. Cố, sơ gọi một cốc sinh tố dư hấu. Nhưng sau khi thật sự thảo luận cùng Lục Bắc Thần về vụ án của Tiêu Tuyết thì cô lập tức hối hận. Dưa hấu đỏ như màu máu, dính chặt trên thành cốc cô không dám uống ngụm nào bạch đông đã bắt cóc tiêu tuyết ư nhưng lúc anh khám nghiệm thi thể chẳng phải không phát hiện được bất kỳ dấu vết rằng co và phản kháng nào sao nói chính xác hơn là tiêu tuyết chủ động đi cùng bạch đông lục bắc thần uống một ngụm cà phê có lẽ cà phê quả thật quá khó uống anh hơi cau mày lại nói tiếp tiêu tuyết và bạch đông đã từng có một thời gian yêu đương ngắn ngủi nếu bạch đông đưa ra lời mời tiêu tuyết chẳng có lý do gì để từ chối hơn nữa hai người họ chia tay lâu như vậy rồi có gặp mặt tiêu tuyết cũng không hề cảm thấy nghi hoặc điều gì cố sơ ngẫm nghĩ lục bắc thần đặt cốc cà phê xuống bật tay về phía bên trong cửa hàng người phục vụ đi tới anh lại gọi thêm thứ gì đó chẳng mấy chốc người phục vụ bê lên một đĩa hoa quả cùng một cốc nước đào mới ép anh giơ tay đổi cốc sinh tố dưa hấu của cô và nói, màu của đào tôi nghĩ em có thể chịu đựng được. Rồi anh đẩy cả đĩa hoa quả tới trước mặt cô, hoặc là em có thể ăn hoa quả. Cố sơ kinh hãi vì đôi mắt hiểm của anh, cũng vì cử chỉ chu đáo vô thức này mà trong lòng bất an. Cô bèn lấy lại thể diện cho mình, chẳng hiểu anh nói gì cả. Tôi rất thích uống nước dưa hấu. Lục bác thần chỉ cười không nói đổi tay đưa cốc nước dưa hấu cho người phục vụ yêu cầu mang đi hành động ấy như đang cưng chiều một đứa trẻ cố sơ đương nhiên sẽ không hiếu thắng cô ôm cốc nước đào mút chùn chụt cô khát nãy giờ chỉ vì màu sắc kia khiến dạ dày cô cồn cao lục bắc thần nhìn cô mím môi cười khẽ thấy vậy cô càng cảm thấy không tự nhiên để tránh mất mặt cô vội vàng lấy tâm xiên cho anh một miếng cam lục bắc thần hơi sững người rất rõ ràng, cố sơ nhìn thấy rõ. Chỉ có điều không hiểu vì sao anh lại sững sờ, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn đưa cho anh thôi, ngẫm nghĩ một lúc. Cô cảm thấy có thể hành động của mình khiến anh hiểu lầm. Cô tuyệt đối không có ý muốn đút cho anh. Lục bắc thần cười, không đón lấy mà dướn người lên. Ngậm thẳng lấy miếng cam trên chiếc tăm. Ăn luôn, cố sơ vội vàng rút tay về. Lại ôm cốc nước đào uống ừng ực mấy hớp. Lục Bắc Thần phì cười vì cô, thong thả ra lệnh, "Đút cho tôi miếng nữa, anh tự ăn đi." Cố Sơ không muốn làm vậy giữa chốn đông người. "Cứ kỳ lạ sao ấy, ban nãy có mấy người đã nhìn rồi." Lục Bắc Thần nhướng mày, không muốn biết chi tiết vụ án nữa sao, Cố Sơ chừng mắt. Nhưng anh vẫn cười rất đắc ý, cô đành nhượng bộ. Bực bội hỏi, "Vẫn ăn cam tận sâu trong đáy mắt lục bắc thần ánh lên một tia do dự trong giây lát nhưng cũng che giấu đi rất nhanh anh cười cũng được cố sơ hết cách lại xiên thêm một miếng cam đút cho anh bên cạnh có hai cô gái đi ngang qua một trong hai cô gái khẽ lẩm bẩm anh kia đẹp trai quá hiển nhiên là lục bắc thần nghe thấy nụ cười càng thêm đáng ghét cố sơ không nhìn anh cái miệng nhỏ nhấp chút nước đào rồi nói nhưng tiêu tuyết cũng nên thấy lạ chứ bạch đông đột ngột xuất hiện ở quỳnh châu lẽ nào cô ta không mảy may nghi ngờ lục bắc thần nhai hoa quả đáp nhẹ tênh theo một cuộc điều tra thì phụ nữ sau khi gặp người yêu cũ mười người thì có tới tám chín người sẽ không từ chối hẹn hò điều tra gì đấy thiếu khoa học cố sơ phản bác Em là ngoại lệ, lục bác thần nhìn cô chằm chằm, em nằm trong số 10% còn lại. Gặp người yêu cũ mà vẫn còn né tránh. Chỉ có thể chứng tỏ em đang trột giả. Câu nói của anh đâm trúng tâm tư của cô. Cô hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào ánh mắt cười của anh. Nhưng cô cũng quay đi rất nhanh. Một lúc sau bèn lẩm bẩm, anh không phải bác thâm, giống như đang nhắc nhở anh. Cũng là tự nhắc nhở chính mình nụ cười trên gương mặt lục bắc thần dần dần tắt ngấm hai người trầm mặc khoảng một hai phút cố sơ cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt bèn chủ động lên tiếng ý anh là bạch đông kỳ thực đang giam lòng nói chính xác hơn nữa là hai người họ đang ôn lại mộng xưa lục bắc thần đi theo chủ đề của cô cố sơ không hiểu lục bắc thần lạnh lùng hừ một tiếng ba ngày trước khi tiêu tiết biểu diễn cũng tức là trong vòng ba ngày sau khi xảy ra cãi vã với cố tư cô ta đều đang ở cùng bạch đông thông qua khám nghiệm thi thể trước khi chết tiêu tuyết đã quan hệ tình dục với người khác có điều lúc đó đối phương sử dụng bao cao su nên chúng tôi mới không lấy được dna của hung thủ hả chính tiêu tuyết chủ động chia tay với bạch đông sau khi gặp nhau lại chẳng có gì phải sửng sốt cả thế giới của người trưởng thành chuyện này vốn không đáng để ngạc nhiên lục bắc thần nhìn thấu được suy nghĩ của cô cố sơ cứ cảm thấy câu nói này của anh kỳ lạ. Sau đó cô bất chợt nhớ lại hình ảnh anh trong nhà tắm. Còn cả hơi thở nóng dẫy khi nói câu ấy bên tai cô, nhưng tôi lại tò mò về em. Phải làm sao đây? Tim cô bắt đầu bay bay, cuộn với cái ngứa ngáy nơi cổ họng. Cô hò mấy tiếng rồi nói, thế nên, khi bạch đông tiêm propranolol cho tiêu tuyết, tiêu tuyết cũng không hề phản kháng, lục bắc thần gật đầu làm sao bạch đông biết dùng propranolol để tiêm vào cơ thể hắn có biết chút ít về dược lý đây là điều cố sơ hoàn toàn không ngờ đến cô nghĩ một lúc vậy vì sao hắn phải lấy trộm thuốc trong xưởng của lưu kế cường một tuần trước khi tiêu tiết mất tích xưởng thuốc của lưu kế cường bị mất mấy hộp propranolol trong một lô hàng ban đầu hắn ta không hề để ý cho tới khi tiêu tiết xảy ra chuyện cảnh sát điều tra tới mình hắn lại ngậm chặt miệng không khai về chuyện mất thuốc. Mục đích Bạch Đông nhắm vào Lưu Kế Cường rất đơn giản. Hắn muốn mượn dao giết người. Một khi cảnh sát điều tra ra tiêu tiết thật sự chết vì propranolol thì Lưu Kế Cường sẽ là kẻ tinh nghi số một. Vì sao Lưu Kế Cường lại giấu chuyện mất thuốc? Nhờ đó, cuối cùng cố sơ cũng hiểu ra tại sao cố tư lại gấp gáp đi đầu thú rồi. Chắc hẳn là con bé biết chuyện Lưu Kế Cường để mất thuốc sợ cảnh sát điều tra ra gì đó nên định ôm hết mọi chuyện vào mình nhưng sao nó lại biết tường tận như vậy lục bắc thần như suy tư gì đó đây chính là vấn đề mấu chốt không liên gì tới mình tại sao hắn ta lại ngậm chặt miệng không khai hắn là suối bảy bạch đông lục bắc thần lắc đầu bạch đông và lưu kế cường còn chưa gặp mặt có thể cố sơ suy nghĩ chắc là lưu kế cường không muốn dính líu tới mình lần trước gặp hắn ta tôi cảm thấy hắn ta đúng là không muốn có chút quan hệ nào tới chuyện này lục bắc thần im lặng anh vẫn còn điểm nghi vấn phải không lục bắc thần nghĩ rất lâu sau đó dựa ra sau ghế hờ hững đáp không còn gì nữa cố sơ cũng cảm thấy hết rồi vụ án đã được phá những gì cần điều tra la trì đã điều tra rõ ràng còn gì nữa đâu có một điểm tôi không hiểu Bạch Đông đã chia tay tiêu tiết nhiều năm như vậy rồi vì sao bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện giết cô ta, lục bắc thần nhìn cô. Không đáp, cố sơ hoài nghi, anh dướn người lên, đàn hai tay vào nhau, chống lên mặt bàn, ra hiệu về phía đĩa hoa quả. Cố sơ hiểu ra, bực bội hỏi, ăn gì, em đút cái gì tôi ăn cái ấy, lục bắc thần cười có chút xấu xa. Cố sơ trước nay vẫn là người da mặt mỏng, chịu không nổi kiểu đùa giỡn này của anh cô hậm hực xiên thêm một miếng cam đưa cho anh rồi nói miếng cuối cùng đấy muốn ăn tự lấy cổ tay cô bỗng bị anh nắm chặt cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh anh nhìn cô chăm chú ánh mắt như đùa cợt lại có vẻ nghiêm túc tôi biết em chưa quên câu nói ấy như một cái búa lập tức đập mạnh vào trái tim cô cô hoảng loạn định rút tay về nhưng lục bắc thần kéo tay cô lên ăn miếng cam ấy cô rụt mạnh tay lại lúc ấy mới thoát được lục bắc thần không rời mắt khỏi cô giây phút nào anh anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao bạch đông lại giết tiêu tiết cô hoang mang lục bắc thần ngả người ra sau một lúc nữa mới nói vì khương đinh cố sơ ngỡ ngàng khương đinh người này lại là ai khương đinh là ai đối với cố sơ đây hoàn toàn là một nhân vật xa lạ trong vụ án này từ đầu tới cuối người này chưa từng xuất hiện những cái tên vòng quanh trong đầu cô nhiều nhất chính là Lưu Kế Cường. Thường Quân và Bạch Đông, sao bất thình lình lại nhảy ra một người, rồi trở thành nhân vật quan trọng, còn chưa tới 7 giờ tối. Đài truyền hình địa phương đã cướp tin đầu, công khai từ đầu tới cuối vụ án của Tiêu Tuyết nhưng nguyên nhân công bố với bên ngoài chỉ là Bạch Đông yêu quá sinh hận. Cả thành phố Quỳnh Châu nhỏ bé bỗng chốc bùng nổ. Ngay sau đó tất cả các nhà báo phóng viên quan tâm tới vụ án của tiêu tuyết đều lần lượt đưa tin báo giấy báo mạng đều la liệt cái tên của tiêu tuyết và bạch đông còn tới khi cố sơ cuối cùng cũng biết rõ khương đinh là ai thì trên mạng đã vô cùng sôi nổi rầm rộ rồi cô ngồi trong phòng làm việc của nội bộ cục cảnh sát lắng nghe báo cáo kết luận vụ án theo lý mà nói người tham gia buổi họp phải là lục bắc thần nhưng mới sáng sớm anh đã lệnh cho cô tới dự anh không xuất hiện với tư cách là trợ lý của anh cố sơ lần đầu tiên được cảm nhận bầu không khí trang trọng nặng nề ở đây đồng thời cũng biết được khương đinh là ai là chỉ là người tường thuật chính trong cuộc họp lần này theo lời của anh ấy bạch đông đã hoàn toàn nhận tội hắn đã thừa nhận toàn bộ quá trình lợi dụng propranolol để sát hại tiêu tuyết là chỉ tường thuật lại chi tiết toàn bộ vụ án mấy năm trước khi tiêu tuyết còn chưa thành danh hai người họ có yêu đương thắm thiết một thời gian khi ấy tiêu tuyết cũng thường xuyên có buổi biểu diễn hai người họ xa cách nhiều bên nhau ít dần dần tình cảm cũng phai nhạt về sau tiêu tuyết đề nghị chia tay tuy rằng bạch đông không cam tâm nhưng cũng hiểu đã không thể xoay chuyển được nữa chỉ còn cách đồng ý rõ ràng bạch đông chẳng qua chỉ là một người để tiêu tuyết chơi đùa trong lúc cô đơn mà thôi tiêu tuyết từng bước từng bước leo lên cao cộng thêm có người nhà không ngừng giải đường cho cô ta chẳng mấy chốc đã có chút tiếng tăm mà trong khoảng thời gian này bạch đông và tiêu tuyết không còn liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào cho tới khi tiêu tuyết gặp khương đinh không nói chính xác là khương đinh gặp tiêu tuyết sau đó không kiềm chế được mà yêu cô ta mà khương đinh này vừa hay lại là em họ của bạch đông Khương Đinh yêu Tiêu Tuyết hoàn toàn là ngẫu nhiên, quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè rồi bắt đầu theo đuổi Tiêu Tuyết điên cuồng. Khoảng thời gian ấy, Tiêu Tuyết lại đang rảnh rang, thế nên đã khá nồng nhiệt với Khương Đinh. Chẳng mấy chốc, Bạch Đông biết được chuyện này. Bạch Đông khuyên Khương Đinh rời xa Tiêu Tuyết vì hắn biết Tiêu Tuyết chắn chắn không thật lòng, chỉ tiếc là Khương Đinh đã bị Tiêu Tuyết làm cho mê muội, mất hồn, quyết không nghe lời Bạch Đông. Quả không sai, nửa năm sau khi hẹn hò với Khương Đinh, Tiêu Tuyết quen biết ông trùm ngành sản xuất thuốc, Lưu Kế Cường. Lưu Kế Cường đang ở trong thời kỳ cuốn hút nhất của một người đàn ông. Vừa có quyền lại có tiền, thường ngày lại biết chăm sóc bản thân nên phong độ người người. Tướng Mạo Tuấn Tú, Tiêu Tuyết nhanh chóng đổ gục, một lòng nhào tới, thậm chí mặc kệ sự thật rằng Lưu Kế Cường đã có vợ. Khương Đinh thất tình ba lần bốn lượt xin tiêu tuyết hồi tâm chuyển ý nhưng tiêu tuyết kiên quyết chia tay với cậu ta khương đinh đã tự sát để lại một bức thư cho bạch đông mấy ngày sau thi thể của khương đinh được vớt từ dưới biển lên đã bị cá cắn nát đến không thể nhận ra bạch đông có thể nhẫn nhịn sự bạc tình của tiêu tuyết nhưng tuyệt đối không thể dung thứ vì sự bạc bẽo của tiêu tuyết mà hại chết em trai của mình quan hệ của bạch đông và khương đinh trước giờ vẫn rất tốt vì một người đàn bà mà mất đi em trong lòng bạch đông từ đó nảy sinh một mầm thù hận mà cùng với việc tiêu tuyết mỗi ngày một nổi tiếng lòng thù hận ấy cũng ngày một sâu sắc cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội tiêu tuyết đi lưu diễn toàn quốc một trong những điểm rừng chân chính là quỳnh châu quỳnh châu quanh năm khí hậu ẩm ướt sau mùa xuân ban ngày gần như mặt trời luôn chiếu rọi bạch đông không quá lạ lẫm với thành phố quỳnh châu này Hiểu rõ nhất chính là khu vực Nam Sơn, lại biết Nam Sơn nhiều khỉ hoang, đám khỉ đó cực kỳ gây bất lợi cho việc phát hiện xác chết. Khi dự tính kế hoạch gây án, hắn đã vạch rõ con đường, chủ tính tất cả mọi chuyện, cứ như vậy, hắn giả vờ vô tình gặp lại Tiêu Tuyết. Đúng tối hôm đó, Tiêu Tuyết lại vừa cãi nhau với Cố Tư, tâm trạng rất tệ, sau khi gặp Bạch Đông, hai người liền tới một nơi ở mà bạch đông thuê tạm thời bằng chứng minh thư giả mạo quấn quýt ba ngày bạch đông biết tiêu tuyết mắc bệnh căng thẳng khi lên sân khấu mà lần lưu diễn này lại được đầu tư một khoản tiền cách xù nên càng tạo áp lực cho tiêu tuyết bạch đông đề nghị dùng cách tiêm thuốc để giảm bớt áp lực cho cô ta dĩ nhiên hắn chỉ tùy ý bịa ra một tên thuốc nghe không có vẻ kiêng kỵ tiêu tuyết không hề nghi ngờ một là cô ta không hề hay biết mối quan hệ giữa Khương Đinh và Bạch Đông. Hai là cô ta biết Bạch Đông hiểu về dược lý. Ngày thứ ba, Bạch Đông gia tăng liều lượng thuốc. Sau khi dương mắt nhìn tim tiêu tiết ngừng đập, nửa đêm hắn đã hành động, vận chuyển cái xác tới Nam Sơn. Trong mấy ngày sau, hắn vẫn còn hoang mang bất an. Lại một lần nữa đi tới. Nam Sơn, chuyển cái xác tới một vị trí dễ thối giữa hơn nữa. Hắn thận trọng, nhớ tới lùm cây um tùm đó sợ rằng sẽ để lại dấu vết gì trên đó bèn đồng thời xén ngang toàn bộ lùm cây tiêu hủy những chứng cứ có thể để lại đồng thời bắt trước dây đàn trên cây violon của tiêu tuyết giả dạng như cô ta đã tự sát vì hắn biết rất rõ trước lúc đó tiêu tuyết mắc chứng trầm cảm có khuynh hướng chán sống về điểm này dù là đồng nghiệp bạn bè hay bác sĩ trị liệu của cô ta cũng đều có thể làm chứng Xử lý thi thể xong, Bạch Đông chuyển tới chỗ ở của Khương Đinh, rồi lại sợ công cụ gây án bị phát hiện nên đã chuyển hết về Thiên Tân. Sau đó, hắn ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, suýt nữa đã lừa được tất cả mọi người. Cuối cùng là chỉ kết luận hai anh em cùng đồng thời yêu một người phụ nữ. Chỉ có điều người anh vì cái chết của người em mà sinh lòng thù hận. Giết chết người phụ nữ này, động cơ của cả quá trình gây án rất đơn giản. Đơn giản ư, lúc la trì tổng kết. Cố sơ từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu cung của Bạch Đông trên giấy. Như Bạch Đông khai nhận. Sau khi gặp được tiêu tuyết hắn chỉ hận không thể giết chết cô ta trong vài phút. Chỉ hận không thể dóc từng miếng thịt trên người cô ta xuống. Hắn mời tiêu tuyết về nhà. Điên cuồng làm tình cùng cô ta. Hắn như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Chỉ là trong lúc quan hệ với tiêu tuyết lòng thù hận cùng với tình cảm xưa cũ quấn vào nhau khiến hắn càng thêm bực bội và kích động. Mà sau khi di chuyển xác tiêu tuyết tới núi Nam Sơn, nhìn tiêu tuyết nằm bất động tại đó, tình cảm trong lòng hắn lại trở nên lệch lạc, một lần nữa đè lên người tiêu tuyết, lần cuối cùng khi cô ta đã là một cái xác, đọc tới đây, cố sơ không khỏi dùng mình. Đối với tiêu tuyết, Bạch Đông có tình cảm nhưng đồng thời tình cảm của hắn với em trai càng sâu sắc hơn để trả thù người phụ nữ đã hại chết em mình có thể nói hắn đã hao tổn tâm sức giành được lòng tin của tiêu tiết trước sau đó sát hại động cơ thì đơn giản nhưng suốt quá trình ấy quá trình của tâm lý của trái tim lại khiến người ta kinh hãi bất giác trong đầu cố sơ hiện lên hình ảnh một người lục bắc thần mồ hôi lạnh như một con rết bò khắp sống lưng cái lạnh ấy thấm vào tận tim khiến suy nghĩ của cô hốt hoảng Lục Bắc Thần liệu có là một bạch đông thứ hai không? Nhưng vì sao, khi cô nghĩ như vậy trái tim lại nhói đau, cứ nghĩ tới chuyện anh vẫn còn đang hận mình, lòng cô lại như bị dao cắt không đúng. Cô không ngừng khuyên nhủ bản thân, anh là Lục Bắc Thần, cô không thể động lòng chắc ẩn với anh, việc anh hận cô dường như song hành cùng những tốt đẹp. Anh chưa bao giờ che giấu nỗi hận của mình trước mặt cô nhưng cũng không hề né tránh suy nghĩ muốn theo đuổi cô. Nếu như, nếu như anh muốn giết cô, vậy thì, để trả hết tình cho bác thâm, cô vui vẻ chấp nhận. Bên cạnh có người huyết vào cô, lúc ấy cố sơ mới tỉnh lại, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của La Chi. Cô không sao chứ, cố sơ vội vàng lắc đầu. Báo cáo của buổi họp hôm nay vẫn phải phiền cô mang tới cho giáo sư Lục La Chi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt vẫn còn hồ nghi à được cố sơ thần sắc hoang mang kết thúc vụ án có rất nhiều ý nghĩa ví dụ như tiêu tuyết được giải mọi oan ức ví dụ như tìm ra được chân tướng ví dụ như hung thủ xa lưới xã hội bớt một phần từ đe dọa hoặc ví dụ như tổ điều tra được thành lập tạm thời cũng sẽ giải tán vậy thì cũng có nghĩa là những ngày ở lại quỳnh châu của lục bắc thần sắp chấm dứt Cố Sơ rất muốn thoải mái thở phào một hơi. Từ sau khi gặp Lục Bắc Thần, ngày nào cô cũng phải dè dặt, thận trọng hơn, nhất là ở trước mặt anh, không dám làm trái, không dám đối mặt chỉ vì gương mặt quá giống Lục Bắc Thâm đó. Anh đi rồi, cô phải thoải mái mới đúng, nhưng công việc trợ lý phải làm sao đây? Cô nhất quyết là không thể rời khỏi Quỳnh Châu. Nghĩ tới đây, lòng cô bỗng trở nên nặng nề cô gọi điện cho lục bắc thần giọng anh nghe là lạ nói cho cô rằng anh đang ở khách sạn khi cố sơ tới khách sạn thì nhận được điện thoại của kiều vân tiêu sau khi cô nhận máy anh ấy im lặng rất lâu mà không nói gì tim cố sơ chợt run lên suy nghĩ đầu tiên là chú kiều xảy ra chuyện cô hỏi nhưng kiều vân tiêu phủ nhận lại trầm mặc một lúc mới nói cố sơ anh muốn chúng ta ở bên nhau Lúc Kiều Vân Tiêu nói câu này, vừa hay cố sơ đang ấn chuông cửa. Nghe xong, cô ngây người, tay vẫn còn đang đờ ra giữa không trung. Cửa khách sạn đã mở ra. Lục bác thần chỉ mặc độc quần ngủ. Bên trên không mặc gì hết. Lồng ngực hơi đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt. Xanh sao, cố sơ ngước lên nhìn thấy cảnh ấy. Giật nảy mình, còn đầu kia điện thoại. Kiều Vân Tiêu nói tiếp anh biết em chưa bao giờ quên cậu ta. Nhưng anh không quan tâm. Anh muốn em ở bên cạnh anh. Câu này anh ấy nói không hề nhỏ. Cố sơ tin chắc lục bắc thần đã nghe thấy vì ánh mắt anh nhìn cô đã lạnh đi rất nhiều. Cố sơ cảm thấy lục bắc thần không ổn. Vội vàng nói với Kiều Vân Tiêu, bên này em có chút việc đột xuất. Chúng ta nói chuyện sau nhé, rất lời cô ngắt di động. Nhét vào trong túi, vội vàng đi vào phòng. Lục bắc thần đi phía sau cô. Cơ thể hơi lảo đảo, Cố Sơ thấy thế chạy nhanh tới đỡ, hỏi: "Anh sao vậy?" Vừa chạm vào tay anh, cô liền thẳng thốt: "Sao lại nóng thế này?" "Anh sốt à?" Lục Bắc thần lại hất tay cô ra. Gương mặt nhợt nhạt tái mét đi, đầu mày nhíu lại trông vô cùng đáng sợ: "Không cần em lo." Nói rồi, anh loạng choạng đi vào phòng ngủ, ngã nhào xuống giường, bất tỉnh nhân sự.